Rồi ạ, em sẽ giới thiệu về tập đoàn có tên là Glory Group. Tập đoàn này đã có 27 công ty như chị Loan vừa nói đấy ạ. Và với lịch sử phát triển ở đây nó không phải là mới nữa, mà đã là 25 năm rồi cả nhà. Và đã có 16 năm kể từ khi mà tập đoàn này gia nhập cái ngành y tế vào năm 2008. Có nghĩa là chúng ta đã trải qua là bao nhiêu năm rồi ạ? 16 năm rồi cả nhà. Và tập đoàn Glory Group này là một tập đoàn đầu tư vào ngành y tế lớn nhất tại châu Á của chúng ta. Trong đó cái ngành tế bào gốc thực vật tầng hình thành nguyên sinh, hay còn gọi tắt là tế bào gốc nguyên sinh đi ạ, là một dự án đầu tư chiến lược cốt lõi của tập đoàn Glory Group. Đó, cả nhà có thể nhìn thấy bên phải, đó chính là một cái người mà gì ạ, thuộc hoàng gia của Malaysia, và đây là gì ạ, một nhà khoa học nghiên cứu rất là nổi tiếng, và chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Đó chính là nhà khoa học có tên là gì ạ? Jong Yujin, và ông là nhà khoa học đầu tiên và duy nhất trên thế giới đã nghiên cứu ra cái công nghệ tế bào gốc thực vật. Cả nhà có thể comment là gì ạ? Đầu tiên và duy nhất. Điều này là Thắng rất là thích nhé cả nhà nhé. Và ông là một nhà khoa học nổi danh trên toàn cầu và cha đẻ của tế bào gốc thực vật ở tầng nguyên sinh, và là chủ tịch khoa học viện nghiên cứu thuộc tập đoàn Glory Group. Ở tập đoàn Glory Group thì có rất nhiều các nhà nghiên cứu, tí nữa Thắng sẽ chia sẻ cho mọi người để mọi người có thể nắm được. Và ông là cái người mà đột phá và phá vỡ cái nút thắt 160 năm qua của ngành nghiên cứu khoa học phân tách nhân bản tế bào gốc nguyên sinh. Nhân bản tế bào gốc thì nhiều rồi, nhưng ở tầng nguyên sinh nó là một cái tầng gì ạ, rất là khó, và ông này là cái người đầu tiên và cũng là cái người mà gì ạ, nghiên cứu ra. Vào năm 2004, ông là người đầu tiên ở trên toàn cầu đã thành công trong việc phân tách và nuôi dưỡng tế bào gốc thực vật nằm ở tầng nguyên sinh. Vì là cái công sức của ông cho cái ngành gì ạ, y tế cũng như là gì ạ, ngành khoa học, ông được nhận rất nhiều các bằng đặc biệt như là giải thưởng công nghệ Đại Hàn Dân Quốc. Đây là giải thưởng cao nhất của Hàn Quốc cả nhà về khoa học công nghệ và trong ngành công nghiệp. Từ năm 2011 ông đã nhận được rồi. Vào các năm khác, năm 2013, 2014 thì liên tục các viện rồi là những cái giải thưởng từ những cái bộ ngành đều trao cho ông rất là nhiều. Và ở viện nghiên cứu của gì ạ, tập đoàn ấy thì họ có cái cơ sở để nghiên cứu và cái cơ sở để sinh sản cái tế bào gốc này ở tại Hàn Quốc và Trung Quốc. Và tới đây chắc chắn rằng là tập đoàn cũng sẽ là gì ạ, có rất nhiều các viện nghiên cứu nữa hình thành lên để làm sao mà tìm ra được những cái gì ạ, tế bào gốc của những loại cây khác nữa. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy có những cái bể nuôi cấy đó, cái bể nuôi cấy 5 lít này, rồi phòng điều phối dinh dưỡng tế bào, bể nuôi cấy tế bào là 250 lít. Mọi người hình dung cái bể nuôi cấy tế bào á là như cái việc mà nếu như là con người của chúng ta là gì ạ, cho trứng và gì ạ, tinh trùng gập vào để gì ạ, để bắt đầu là hình thành. Còn cái bể nuôi cấy này như cái bầu ấy, cái bào thai đấy ạ. Và phòng thực nghiệm là lựa chọn ra những cái gì ạ, phân tử tốt nhất, và có cả khu phân lập tế bào đó. Cơ sở sinh sinh sản tế bào gốc thì là gì, mọi người nhìn thấy ở bên phải cùng này này, đó chính là cái mà khu cơ sở mà để chúng ta nghiên cứu cũng như sinh sản. Vào năm 2018, cái lễ khai mạc ngân hàng tế bào gốc thực vật ở thành phố Thâm Quyến, đây là gì ạ, cái lễ khai mạc tế bào gốc trên thế giới đấy cả nhà. Cũng như Việt Nam, nếu mà mọi người biết rằng là cái ngân hàng tế bào gốc mà cuống rốn đấy ạ, là chúng ta hiện tại là ở đây có ai đã từng, hay là gì ạ, nhà mình đã có ai là gì ạ, cất cái cuống rốn của em bé khi sinh ra vào trong cái gì ạ, ngân hàng cuống rốn chưa ạ? Cả nhà biết cái điều đó để làm gì không ạ? Để khi mà một em bé bị một cái gì đó ở cơ thể mình, ví như một căn bệnh gì đó, thì họ sẽ lấy cái tế bào gốc từ cái cuống rốn đó ra. Đó, để làm gì ạ? Để giúp cho em bé có thể khả năng là gì ạ, phục hồi lại những cái phần mà gì ạ, bị lỗi đó. Thì ở thực vật cũng vậy thôi ạ. Thì trên thế giới thì nó có hàng gì ạ, hàng hàng trăm nghìn cây, hàng triệu cây. Nhưng mà trong cái cây dược liệu quý hiếm ở trên thế giới á, thì tập đoàn đã nhân bản thành công được là 3.000 loại thảo dược. Ở trên này ghi là 30 loại, nhưng đến thời điểm hiện tại là 3.000 loại cả nhà.
và cả nhà biết có những cái cây rất là quý hiếm, đặc biệt như là nhân sâm, mà ở đây là nhân sâm rừng 50 năm. Chúng ta đã gì ạ? Có được cái tế bào gốc đó, hay là tế bào gốc cây thủy tùng 1.200 năm, hay là cây cây tế bào gốc ngân hạnh 1.100 năm, và có rất nhiều các tế bào gốc khác, trong đó có 3.000 loại ở cả nhà. Và em Thắng sẽ phân tích kỹ hơn về một loại tế bào gốc của nhân sâm rừng. Và đây là một cái củ nhân sâm rừng được chụp trực tiếp tại rừng khi mà đã gì ạ tìm ra củ nhân sâm này. Củ nhân sâm rừng tốt nhất trên 50 năm được lựa chọn ra và được giấy chứng nhận từ Hiệp hội Thẩm định Nhân sâm rừng Hàn Quốc. Mọi người biết rằng là trong 50 năm khai thác nhân sâm hoang dã của xứ Hàn ấy và trên thế giới thì không có vượt quá 30 cây mỗi năm đâu. Vì cái giá trị của cây 50 năm này nó cực kỳ là quý hiếm. Nên là gì ạ? Nó giá trị đến là 30.000 đô. Cả nhà có thể comment đi ạ. Có ai đã được dùng nhân sâm rừng 50 năm chưa ạ? Cả nhà có, mọi người comment có cho em ạ. Nhưng mà em nghĩ rằng là gì ạ? 30 cây trên một năm thì nó rất là quý hiếm. Thì chắc chắn rằng là gì ạ? Phải là gì ạ? Rất là giàu và siêu giàu chúng ta mới dùng được. 30.000 đô nó bằng cả một cái con xe. Chắc là ở Việt Nam mình chắc phải bằng con xe gì ạ? Ít nhất là Vios đúng không ạ? Nhân sâm rừng tự nhiên ấy, nó là sự lựa chọn, là cái sự lựa chọn tốt nhất rồi. Trong đó nó có một cái tiểu phân tử. Nó có nghĩa là đây nó nằm ở thành phần có tên là genxynoside. Quý hiếm. Ở trong nhân sâm thì có hai dạng genxin, đó là một loại bình thường và một loại quý hiếm. Cái loại này thì chỉ có ở trong cái nhân sâm rừng hoặc là trồng gì ạ? Trên 5 năm và 10 năm thôi. Đặc biệt 50 năm thì nó có rất nhiều genxynoside quý hiếm. Và tại châu Á của chúng ta thì nhân sâm rừng đã có lịch sử hàng nghìn năm, 5.000 năm rồi. Và mọi người biết rằng mọi người xem những cái bộ phim của ngày xưa đấy ạ, ví như là vua của Nhật Bản, vua của Đài Loan, vua của Hàn Quốc hay vua của Trung Quốc hay kể Việt Nam thế thôi, thì những cái nước mà họ thường xuyên sang cống nạp hay là họ tặng cho nhau á, thì là gì ạ? Đều tặng nhân sâm đi hàng đầu đúng không ạ? Tại vì sao thế ạ? Họ hàng nghìn năm nay thì đã biết rằng là nhân sâm có tác dụng cải tử hoàn sinh, giúp cho trẻ hóa, kéo dài tuổi thọ. Nhân sâm hoang dã nó rất là cao và lại là một cái loại thuốc đại bổ nguyên khí chuyên dùng cho các đế vương thời cổ đại đó. Và trong cái thành phần của nhân sâm hoang dã nó có các hiệu năng của genxynoside quý hiếm, nó như là PPD này, RK1, RG5, RH2, RG3. Thì bạn biết rằng là gì ạ? Trong cái nhân sâm á, cái thành phần này nó giúp chúng ta là gì ạ? Chống ung thư, chữa cái chứng lú lẫn tuổi già, và gì ạ? Thư giãn khu thần kinh, vân vân và vân vân. Rồi nó ức chế cái ung thư di căn, tăng cường cái công năng não lên rất là tốt đúng không ạ? Cải thiện cái trí nhớ của chúng ta rất là tốt, miễn dịch ngoài da cũng được cải thiện rất là tốt. Và những cái quan trọng nhất đó là cái RG3 đấy ạ, là ức chế cái tế bào ung thư di căn cả nhà, ức chế cái cục máu nhỏ ngưng tụ lại, đó nó làm hoạt huyết ra và chống tạo ra những cái khối đó và chống được ung thư đó, thúc đẩy cái quá trình da chúng ta tái sinh, làm da chúng ta trắng đẹp, tăng cơ, và những cái tế bào mà chúng ta bị xơ ở trong cơ thể của chúng ta nó được hợp hợp thành và nó cải thiện. Rồi kể cả bên ngoài, nếu như ai mà dùng nhân sâm cái loại bình thường thôi thì da của chúng ta rất là đẹp rồi. Cả nhà có thể nhìn 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 thấy gì ạ? Trên camera này thôi, nhưng mọi người nhìn thấy da của Thắng trong thời điểm này là gì ạ? Gần như vết nhăn của chúng ta đã thấy rằng là cũng đã bị thay đổi hoàn toàn rồi. Và muốn so sánh cho mọi người, hiện tại trên thị trường của chúng ta có rất nhiều các loại tế bào gốc từ thực vật đến động vật đúng không ạ? Nhưng Thắng biết thì ở tại Việt Nam của chúng ta thì thực vật mô sẹo có tên viết tắt là DDC đang rất là phổ biến và nó có công dụng ạ, nó cũng có công dụng. Nhưng ở tầng nguyên sinh nó có tên viết tắt là CMC. Thì cái hoạt tính ở đây chúng ta phân tách ra mà chúng ta có thể so sánh được. Đó là cái sức mạnh chiến thắng cái áp lực, có nghĩa là khi mà nó bị tổn thương ấy, đúng không ạ? Thì nó sẽ chịu được áp lực tốt hơn và nó tồn tại được lâu dài hơn. Và cái tế bào ở tầng hình thành
nguyên sinh này nó gì ạ, cung ứng năng lượng rất là mạnh mẽ để cho gì ạ tồn tại và thay thế. Và mọi người nhìn ở bên phải đó chính là cái trình độ tụ tập của tế bào, có nghĩa là gì ạ, nó sẽ không bị phân hủy và nó không bị chết đi, và nó sẽ không tạo thành từng cục chết đi như là ở bên dưới cái tầng mô sẹo DDC này. Đó là cái điều sự khác biệt của tế bào gốc thực vật nguyên sinh. Và đây mọi người có thể là nhìn ở trên hình ảnh, mọi người nhìn thấy cái công nghệ tế bào thực vật nhân bản không giới hạn, thì mọi người nhìn thấy rằng nó nhìn như này rất là đơn giản thôi, nhưng nó là một cái nút thắt mà trong gì ạ 160 năm qua chưa có ai giải được. Và ở đây chúng ta đã gì ạ có một cái công trình phân lập phân tách tế bào gốc vô cùng tuyệt vời của nhân sâm. Đầu tiên chúng ta mang cái củ nhân sâm 50 năm này về, cái củ tốt nhất đó, chọn lọc nó ra, tách rời cái mô bên trong cái củ này ra và phân lập cái tế bào gốc thực vật. Sau đó chúng ta nuôi cấy. Chúng ta đầu tiên có cái nuôi cấy ở trong một cái bầu để cho bắt đầu nó phản ứng cái sinh học ở trong cái bể 3 lít này. Thì khi bắt đầu bể 3 lít này thì bắt đầu là cái tế bào đấy ạ, cái tế bào bắt đầu hình thành. Thì họ cho vào một hoạt chất hữu hiệu để cho nó sinh sản ra. Thì họ cho vào một cái thùng lớn hơn là gì ạ, 250 lít. Thì một cái bầu nuôi cấy này trong một tháng thì nó sẽ bằng 75.000 củ nhân sâm và giữ nguyên được cái bản chất là 100%. Phân lập ở đây chúng ta không giới hạn, cả nhà. Cả nhà hình dung là một tháng một cái này á mà được 75.000 củ rồi thì chúng ta sẽ được dùng gì ạ? Nhân sâm rất là rẻ tiền, đúng không cả nhà? Cực kỳ tuyệt vời. Và chúc mừng cho tất cả anh chị em đã có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay. Nhân sâm á thì từ cổ xưa đến nay thì là gì ạ? Đã được xem như là một vạn linh đan. Có nghĩa là linh đan là gì ạ? Linh đan thì rất là quý hiếm rồi. Nhưng nhân sâm được gọi là vạn linh đan. Và hơn 50 quốc gia đã công nhận, và hơn 20.000 nhà nghiên cứu, hơn 130 bài luận văn về nhân sâm rồi ạ. Hơn 3.000 bài báo cáo điều trị y học. Hơn 2.000 công hiệu được cấp bằng sáng chế. Cả nhà có thể nhìn thấy ở bên phải này này. Đó chính là những cái bài báo cáo điều trị cũng như cái công hiệu. Ví dụ như là chống ung thư, cải thiện chức năng gan, nâng cao cái hệ miễn dịch, mỡ máu cao, rồi bảo vệ thận, viêm khớp, bệnh ngoài da, loãng xương, tiểu đường, cải thiện rụng tóc cũng như cải thiện chức năng sinh lý. Có nghĩa là nó rất nhiều công dụng đúng không ạ? Đa công dụng. Nên nó gọi là nhân sâm vạn năng. Vậy thì với cái gì ạ? Với cái công trình nghiên cứu khoa học này thì nó giúp cho chúng ta được điều gì ạ? Điều thứ nhất đó chính là thời gian. Chúng ta không cần phải chờ đến 50 năm nữa cả nhà. Và mọi người biết rằng là gì ạ? Có rất nhiều nơi họ đã phải trồng rất nhiều năm. Họ phải trồng đến gì ạ? 10 năm, 20 năm thì họ mới thu hoạch được và tốn rất nhiều không gian, diện tích. Ví như là ở có một cái vùng sâm mà khoảng là gì ạ? 6 à 9,6 triệu km. Nhưng một năm chỉ khai thác được 6 cân 6 cân là nhân sâm thiên nhiên thôi. Nó là có nghĩa là gì ạ? Một vùng rất là rộng lớn như vậy mà chỉ có ít như vậy thôi. Thì cái không gian của chúng ta được gì ạ? Thu hẹp lại. Tiêu chuẩn của chúng ta là được tiêu chuẩn hóa và cái tế bào gốc của chúng ta được bất tử. Và mỗi lần sinh sản ra đều là đồng nhất và có thành phần hữu hiệu giống hệt nhau. Tiếp theo nữa là tính thứ tư, đó là tính an toàn. Hiện nay mọi người biết rằng là môi trường của chúng ta đang đối mặt với ô nhiễm này. Ô nhiễm ở đây thì có ô nhiễm về không khí, đúng không ạ? Ô nhiễm về nguồn nước, ô nhiễm về thổ nhưỡng, đất đai đấy ạ. Vậy thì mọi người biết rằng là ô nhiễm này nó không chỉ ảnh hưởng cây cối đâu, mà kể cả bản thân chúng ta cũng thế thôi. Chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Ảnh hưởng nhiều đến mức là gì ạ? Cái tỷ lệ ung thư hay là những cái bệnh mãn tính không lây ở tại Việt Nam của chúng ta thôi cũng rất là cao rồi. Trên thế giới thì có gì ạ? Cứ 10 người thì 8 người có nguy cơ mắc bệnh NCD, có nghĩa là bệnh mãn tính không lây đấy ạ. Huyết áp, tim mạch, tiểu đường. Có thể bây giờ có rất nhiều anh chị em đang trẻ thôi, chưa biết được. Nhưng đến một ngày nào đó là cơ thể của chúng ta kháng thể chúng ta thấp đi thì chắc chắn rằng là chúng ta bắt đầu mới bị tấn công và mới bị NCD. Tiếp theo nữa là giá thành thấp. Đây là một yếu tố vô cùng quan trọng. Một sản phẩm tốt nhưng giá thành cao thì chắc chắn chúng ta sẽ không có được gì ạ,
sử dụng rộng rãi. Thì ở đây nó giảm thiểu cái số vốn và thời gian, giảm thiểu gì ạ, không gian, giảm thiểu nhân lực, giúp cho chúng ta tiết kiệm hơn cũng như là đạt cái tiêu chuẩn hóa cao hơn. Tiếp theo nữa, Thắng xin giới thiệu với mọi người. Trên đây là tất cả những cái đài báo trên TV nổi tiếng của Korea, Hàn Quốc đã phát sóng gì ạ, giới thiệu rất nhiều về gì ạ, quy trình nhân bản tế bào gốc và chủ yếu chiếu vào cái giờ vàng. Cả nhà có thể nhìn thấy cái kênh gọi là SBS và KBS đấy ạ, hay là MBC hay là ITN, thì đây nó như là những cái kênh VTV1, VTV3 của mình ấy, hay là những cái kênh về khoa học của chúng ta, VTV2 đúng không ạ? Thì liên tục là có những cái tin tức để cho người dân cũng có thể nắm được về những cái công nghệ mới này. Và cái công nghệ được khẳng định bởi các phương tiện trên truyền thông trên toàn cầu. Và đây là những cái bài báo mà chỉ có viết về công nghệ. Dù chúng ta có nhiều tiền đến mấy, nếu như chúng ta không có nghiên cứu về khoa học thì chúng ta cũng không thể đưa lên những cái tờ báo nổi tiếng này. Tờ báo có tên là Nature Biotech. Đó. Và ông Jong Woo-jin, cha đẻ của tế bào gốc thực vật, là cái người đã phân lập này, thì cũng đã được vào trong cái tạp chí này. Và một năm mọi người biết rằng là cái tạp chí này họ không viết quá 5 cái bài báo đâu, mà là gì ạ? Chúng ta đã được đăng từ năm 2010 rồi về cái quy trình này. Và đây là mọi người sẽ nhìn thấy là đây là một cái công nghệ được khẳng định bởi các phương tiện truyền thông nổi tiếng như cái kênh Khám Phá Discovery Channel này. Thì cái kênh này là cái kênh lớn nhất trên thế giới về khám phá khoa học. Thì trên đây nó cũng sẽ có những cái video về ông là người đi vào trong rừng như thế nào, tìm cái cây gì này ra làm sao, đúng không ạ? Phân tách như thế nào, thì đều là gì ạ, ở chiếu ở trên cái kênh Discovery này. Và được giới thiệu ở kênh này á, mọi người biết rằng là gì ạ, tiếp cận được 350 triệu lượt xem vào giờ cao điểm tại hơn 180 quốc gia trên toàn thế giới, và được phát sóng bằng 40 ngôn ngữ và 3 bộ phim tài liệu được quay liên tiếp, báo cáo toàn diện sự đột phá của công nghệ nền tảng tế bào gốc thực vật cũng như ảnh hưởng của công trình phát triển đến cuộc sống của con người. Quá là tuyệt vời đúng không cả nhà? Nếu cả nhà thấy tuyệt vời, cả nhà hãy comment là tuyệt vời được không ạ? Và đây là một cái điều còn tuyệt vời hơn nữa, đó chính là chúng ta có rất nhiều các giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học đầu ngành về tế bào gốc cũng nghiên cứu giúp cho chúng ta có thể phát triển những cái sản phẩm tốt hơn. Mọi người có thể nhìn thấy bên trái này, trên đầu tiên ấy, đó chính là giáo sư Gary Locke, đúng không ạ? Ông là thuộc Vương quốc Anh. Ông là người nhân bản và nhân bản tế bào gốc của con cừu Rory, đúng không ạ? Và ông đã nghiên cứu rất là tuyệt vời rồi. Nếu như mà gì ạ, con người của chúng ta mà nhân bản được thì cũng đã nhân bản rồi, nhưng chúng ta có đạo luật. Và dưới là có gì ạ, giáo sư Trịnh Vĩnh Tề, cả nhà có thể lên trên mạng tra, hay giáo sư Susan Roberts, mọi người có thể lên mạng tra, hay là Robert Gallo. Ông là người mà phát hiện ra HIV và ông tìm ra nguyên nhân của HIV, và ông cũng liên tục tìm hiểu để làm sao gì ạ, chống chọi lại căn bệnh HIV này. Giáo sư gì ạ, Ellen Fast ở tại Hoa Kỳ. Bà là người mà nghiên cứu ra gì ạ? Bà đã nghiên cứu ra rất nhiều các công trình khoa học và cái khả năng tái tạo và chống lão hóa của thực vật. Hay là mọi người có từng nghe thấy là gì ạ? Về NMN không ạ? NMN hay là polypeptide, thì đó là gì ạ? Gọi là peptide đấy ạ. Thì đây chính là những cái người mà đã được những cái giải thưởng về Nobel về NMN này, hay là peptide của chúng ta đúng không ạ? Để giúp chúng ta có thể kéo dài tuổi thọ tốt hơn, đúng không ạ? Giúp chúng ta có những cái hợp chất về tế bào gốc thực vật do ông gì ạ, ông Jin và nhóm phân lập này tìm hiểu ra. Bên cạnh đó là các nhà khoa học nổi tiếng trên toàn cầu cũng đang hợp tác với tập đoàn rất rất nhiều ở các trường đại học, ở các gì ạ, các viện nghiên cứu lớn, thì đều gì ạ, nghiên cứu cùng với tập đoàn. Đó, cả nhà có thể nhìn thấy không ạ? Rất nhiều các viện nghiên cứu. Nghiên cứu nhiều như thế rồi đúng không ạ? Thì chúng ta được công nhận bởi cái gì ạ? Chúng ta được công nhận bởi bằng sáng chế, được công nhận bởi các tổ chức y học, khoa học, quốc gia, chính phủ trên toàn cầu. Và nó phát minh cái công nghệ tế bào gốc thực vật này
là gì ạ, thành công và nhận được 117 bằng sáng chế hơn 41 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc này, Nhật Bản, Úc, Mỹ, Nga, Ấn Độ, Singapore, Nam Phi và Việt Nam. Các hạng mục ở đây gần 100 cái giấy chứng nhận bằng sáng chế này là gì ạ? Bao gồm là gì ạ? Bằng sáng chế về vật chất này, bằng sáng chế về công nghệ, bằng sáng chế về ứng dụng, rất đầy đủ đúng không cả nhà? Cả nhà có thể nhìn thấy ở trên màn hình này, đó chính là giấy chứng nhận sáng chế độc quyền tại Việt Nam của chúng ta được cấp vào ngày bao nhiêu ạ? Cả nhà có thể nhìn thấy không ạ? Ngày nộp đơn là 22 tháng 9 năm 2008, đúng không ạ? Và cái thời gian ban hành là ngày 3 tháng 4 năm 2017, và có 20 năm kể từ ngày bắt đầu nộp đơn đó. Thì cái bằng sáng chế này là chúng ta là độc, gọi là độc độc quyền đấy ạ, độc quyền. Và ở đây có những cái bằng sáng chế vô cùng tuyệt vời, đó là ứng dụng vào trong cái việc đó là tăng cường sức miễn dịch đó, rồi chống suy lão và chống oxy hóa, và dự phòng trị liệu bệnh của gan, dự phòng trị liệu về ung thư, dự phòng và trị liệu về HIV đó. Và cả nhà có thể nhìn thấy ở trên này có rất nhiều các tập đoàn mà chúng ta có thể là gì ạ, nhìn thấy ở đâu đó. Ví dụ như là Johnson hay là Viroto hay là LG, đúng không ạ? Thì đây là những tập đoàn được niêm yết ở trên sàn chứng khoán Nasdaq và trên các sàn chứng khoán lớn của gì ạ? Của nước sở tại. Ví như Viroto của Nhật Bản, đúng không ạ? Hay là LG của Hàn Quốc, đúng không ạ? Johnson của Mỹ. Thì đây là những tập đoàn họ cũng đang gia công tại tập đoàn. Và có rất nhiều các thương hiệu khác đang gia công tại đây, các dòng mỹ phẩm, các dòng về dinh dưỡng. Và ở ở trên thế giới thì có rất nhiều các hãng nổi tiếng. Và công ty thứ 27 được nằm tại Đài Loan, có tên là PIP, nằm thực hiện cái sứ mệnh của tập đoàn Glory Group: không có bệnh tật trong cuộc sống, không còn nghèo đói trong cuộc đời. Thì tập đoàn PIP được thành lập vào tháng 12 năm 2020, và văn phòng đặt tại là gì ạ? Thành phố Tân Bắc, có trụ sở tại Đài Loan, hoàn thành cái sứ mệnh ở châu Á và duy trì cái lý tưởng cao đẹp trên thế giới. PIP là công ty thứ 27 có mã cổ phiếu là 2112.HK, cả nhà có thể xem. Và PIP thì là gì ạ? PIP là viết tắt của từ Plan Intelligent Platform, có nghĩa là nếu dịch ra tiếng Việt là gì ạ? Nền tảng trí thông minh thực vật. Một cái tên khá là tuyệt vời, rất là hay đúng không cả nhà? Và CEO là cái anh mặc áo màu cam này này, hôm đó là đến thăm cái viện nghiên cứu đó, tại Hàn Quốc đó, và đứng gần là gì ạ, nhà khoa học đó. Và đây mọi người có thể nhìn thấy là hình ảnh những cái bầu, đúng không ạ, những cái bầu nhân bản. Và đoàn Việt Nam của chúng ta thăm văn phòng tại Tân Bắc Đài Loan, ở đây mọi người có thể nhìn thấy hình ảnh đấy ạ, có những bằng sáng chế rồi những cái nhân bản đấy ạ, cả nhà có thể nhìn thấy không ạ? Và có một cái thông tin nữa em Thắng có thể chia sẻ cho mọi người. Đây cũng là một cái công ty khá là lớn. Lớn là gì ạ? Họ kinh doanh buôn bán tại những cửa hàng sân bay. Đây là cửa hàng sân bay ở Hồng Kông nhé. Cả bà nhà biết Hồng Kông là một nơi rất là xa xỉ đúng không ạ? Thì họ bán 7 cái viên tế bào gốc ở trong cái hộp này này. Cái viên nho nhỏ xinh xinh này thôi, mà là 33.500 tệ. Nó khoảng 120 triệu cho 7 cái viên này. Cả nhà ạ. Cả nhà có dám mua 7 viên tế bào gốc 120 triệu không? Cả nhà có dám mua không ạ? Nếu như có tiền thì chắc chắn là vẫn có người mua được, đúng không ạ? Nhưng bây giờ chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm tế bào gốc này, nhưng giá thành hợp lý hơn rất nhiều, đúng không ạ? Hiện tại thị trường Việt Nam của chúng ta không phải 4 loại nữa, mà tới đây nó còn rất nhiều loại. Không phải là 7 mà có thể là 10, có thể là 20. Khi thị trường chúng ta càng ngày càng lớn lên thì tập đoàn cũng sẽ tiếp tục đưa những cái sản phẩm tốt đến thị trường của chúng ta. Và trên đây Thắng giới thiệu sơ bộ một số sản phẩm hiện tại đang rất là hot ở trên thị trường Việt Nam của chúng ta, đó là nhân sâm vạn năng.
những cái người mà gặp vấn đề đang cần hỗ trợ điều trị đúng không ạ, hay những người bảo vệ sức khỏe thì không thể thiếu cái nhân sâm vạn năng này được. Ngoài ra có nhân sâm vạn năng tố nữ, đó có chữ tố nữ thì mọi người biết rồi đúng không ạ, nhân sâm vạn năng dành cho gì ạ, phụ nữ. Rồi tiếp tục là đào thải độc tố có tên là CMC Energy Korea, và có một dòng mỹ phẩm ở đây rất là tuyệt vời, Thắng rất là thích. Vì sao ạ? Nó có nhân sâm tế bào gốc 50 năm, chắc chắn rất là gì ạ, đã đẹp trai thì càng đẹp trai hơn đúng không ạ, đã xinh gái thì càng xinh gái hơn, càng trẻ đẹp hơn. Nó nhờ vào tế bào gốc cây thông đỏ 1.300 năm nữa cả nhà, nó sẽ có dòng serum và kem dưỡng. Thì trong cái một hộp này nó sẽ có 10 viên, mà một viên nó có chứa hàm lượng hoạt chất hữu dụng tương đương với 10 củ nhân sâm. Có nghĩa là cả nhà nếu mà uống một viên này thì tương đương với 10 củ nhân sâm. Mà một củ nhân sâm cả nhà biết là vừa nãy là một củ nhân sâm 50 năm nó là 30.000 đô rồi. Thế vậy thì 10 củ là bao nhiêu tiền ạ? Có phải là 300.000 đô không ạ? Và tiếp theo cả nhà có thể nhìn thấy nhá. Bạch sâm nếu là nuôi trồng ở trong môi trường tự nhiên 4 năm thì không có gen sinosai quý hiếm, chỉ có gen sinosai thông thường thôi. Hồng sâm 6 năm thì cũng chỉ có lẽ le lói một chút về quý hiếm. Và nhân sâm rừng 50 năm thì cũng có rất nhiều về gen sinosai quý hiếm. Nhưng với gì ạ? Sản phẩm nhân sâm vạn năng của chúng ta thì cái liệu pháp mà họ nhân bản ra được, họ chiết xuất tinh chất vào đây á thì nó tương đương với 10 củ thì nó gấp 10 lần lên, và cái công dụng của nó gì ạ? Đặc biệt hơn rất là nhiều. Cái nhân sâm vạn năng này thành phần của nó gồm là gen sinosai quý hiếm RG3, RG5, RH2, vân vân và vân vân. Tiêu đen, đông trùng hạ thảo, nghệ đa giác, ngô, sorbitol, rồi rất nhiều các thành phần quý hiếm khác. Cứ 1 gam, 1 viên, 1 gói và có hạn sử dụng là 24 tháng. Thì ở trong này nó có một cái thành phần có tên là gì ạ? Nghệ bỏ cạp. Nếu như chúng ta ngậm cái này thì mọi người sẽ ngửi thấy cái mùi nghệ này. Và Thắng cũng đã được dùng nguyên cái nghệ này rồi. Nguyên cái nghệ này pha nước, nó rất là đắt tiền nhưng mà uống là thấy rằng là hôm đó thì em Thắng bị kiểu như là nói nhiều ấy, hàng ngày phải nói nhiều. Thế là uống một cái thôi là mình thấy rằng là gì ạ? Cái khả năng là gì ạ? Bổ phổi cũng như là thanh thanh đờm rất là tốt. Và nó giúp cho cái miệng của chúng ta nó không bị khô, nó không bị rát. Đó. Rồi nó có rất nhiều cái khác nó liên quan đến bổ tỳ, bổ khí. Rồi rất nhiều thứ khác nữa liên quan đến tiêu hóa và tăng trưởng cơ bắp. Rồi hạt tiêu đen ở cũng có trong thành phần này thì nó làm gì ạ? Nó chống oxy hóa, nó chống viêm và nó bảo vệ não, cải thiện cái lượng đường trong máu của chúng ta, điều hòa cái insulin để kiểm soát lượng đường trong máu. Cả nhà biết rằng là người Việt Nam của chúng ta có thói quen ăn vặt rất là nhiều, và mỗi lần ăn vặt như vậy thì mọi người biết rằng là liên tục cơ thể của chúng ta tiết insulin ra thì nó sẽ gây ra cái tình trạng gì ạ? Kháng insulin lại. Và cái tình trạng kháng insulin là một cái nguyên nhân dẫn đến cái việc đó là lượng đường trong máu của chúng ta bắt đầu là gì ạ? Bị tiểu đường đúng không ạ? Thì cái hạt tiêu đen này nó vô cùng tuyệt vời, nhưng chúng ta không thể ăn một lúc 3 cân, 10 cân hay là 30 cân được. Mà ở đây chúng ta chiết xuất nó ra và chúng ta cho vào một cái viên đó thôi và chúng ta đã gì ạ? Rất là tuyệt vời rồi. Và giảm cholesterol xấu ở trong gì ạ? Cơ thể của chúng ta. Trong cơ thể của chúng ta thì mọi người biết rằng là có cả cholesterol xấu và cholesterol tốt đúng không ạ? Có tên là HDL và LDL. Đúng không ạ? Thì cái cholesterol xấu được loại thải ra thì giúp cho chúng ta có được cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn, giúp chúng ta tiêu hóa nhờ cái enzyme nó kích hoạt ở trên tuyến tụy. Nó giải phóng ra cái carbohydrate và chất béo ở trong cơ thể của chúng ta. Nó thúc đẩy cái sự hấp thụ chất dinh dưỡng chẳng hạn như là curcumin, có nghĩa là nghệ đấy ạ. Nó là một chất dẫn cho nghệ đi vào trong cơ thể chúng ta tốt hơn và ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đó, tuyệt vời không cả nhà. Đông trùng hạ thảo thì cả nhà ở đây có ai còn lạ lẫm không? Cả nhà còn ai lạ lẫm về đông trùng hạ thảo không ạ? Đông trùng hạ thảo là gì ạ? Là mùa đông nó là con côn trùng và mùa hè là nó biến thành một cây thảo dược ở trên cái con côn trùng đó. Cả nhà có thể là nghiên cứu. Em Thắng thì thường thường hay đi nghiên cứu
những cái bài báo, những cái bài viết, thì em Thắng cũng cũng thấy rằng là đông trùng hạ thảo nó cũng là một trong những cái nguyên liệu vô cùng quý hiếm và đắt tiền, mà đặc biệt là đất nước Trung Hoa họ rất là tôn sùng về đông trùng hạ thảo, nó là một trong những cái rất là bổ dưỡng. Và đông trùng hạ thảo thì là có cái khả năng bồi bổ cơ thể, bảo vệ gan, chống virus, chống phóng xạ, dưỡng phổi âm, dưỡng thận. Và Thắng cũng đã từng dùng những cái dạng đông trùng hạ thảo rồi. Thì cái đông trùng hạ thảo á, khi mà mình cảm thấy là mệt mệt gì đó, hoặc là mình cơ thể mình nó đang gặp vấn đề á, thì mình dùng đông trùng hạ thảo này thấy nó cải thiện sức khỏe rất là tốt. Bên cạnh đó nó còn bảo vệ cái tế bào của chúng ta tốt hơn, chống oxy hóa, ngăn ngừa ung thư rất là tuyệt vời. Rồi, tiếp theo là nhân sâm vạn năng tố nữ. Và điều này thì ạ, các chị em phụ nữ ở trong Zoom này rất là thích điều này. Em Thắng tin chắc chắn là như vậy. Trong cái thành phần hoạt chất chính ở trong cái nhân sâm vạn năng tố nữ này là gì ạ? Nhân sâm rừng Hàn Quốc 50 năm tuổi. Và có một cái gọi là hợp chất Lobata Thái. Đó, cái củ của nó này, bên trong lõi của nó là màu trắng. Nó có cái tên đồng nghĩa dịch ra tiếng Việt Nam của chúng ta, đó là người làm phép lạ. Có nghĩa là gì ạ? Nó như một cái sự thần kỳ khá là gì tuyệt vời của đất nước Thái Lan ấy cả nhà, và các nước lân cận, những cái nước Đông Nam Á của chúng ta có cái cây này này. Và cái cây này để làm gì ạ? Nó giúp cho những người phụ nữ, đúng không ạ, có thể làm săn chắc nâng ngực đầy đặn ra. Nên là mọi người biết rằng là nó có tên là gì ạ? Cả nhà có thể thấy là cái tên là người làm phép lạ đấy. Thì chính là cái điều đó đấy, nó sự cải thiện vô cùng tuyệt vời. Và nhất là những ai mà có bị mụn đấy, thì nó giảm mụn rất là đáng kể, cải thiện cái tình trạng kinh nguyệt không đều, hay là khí hư của chúng ta khi mà người phụ nữ, đúng không ạ, thường xuyên bị stress hay là gặp vấn đề gì đó, hay là nhất là khi mà sinh con xong, đúng không ạ, thì hay gặp tình trạng đó. Hay là cái tình trạng gì ạ, phụ nữ là gì ạ, bị teo một bên hoặc là bị lệch, xin lỗi cả nhà nhé, như đó là sự thật, là gì, vì là người phụ nữ thiệt thòi hơn những người đàn ông rất là nhiều. Đó là phải gì ạ, có một bổn phận, một cái sứ mệnh, đó là sinh con và gì ạ, giúp duy trì nòi giống, đúng không ạ? Thì người phụ nữ là gì ạ, cho con bú, thì bắt đầu là gì ạ, mỗi lần cho con bú như vậy thì bắt đầu là nó bị mềm ra và nó bị xẹp đi. Thì cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho chúng ta đầy đặn và cứng trở lại, và tăng cái độ đàn hồi cho da và cải thiện cái lỗ chân lông to. Có nghĩa là nếu mà về làm đẹp thì rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Cải thiện đáng kể cái triệu chứng hồi hộp, táo bón, mất ngủ. Đó, bổ sung thêm cái nội tiết estrogen giúp cho chúng ta có thể là gì ạ? Điều hòa được cơ thể. Và mọi người biết rằng là cái estrogen nó vô cùng quan trọng với người phụ nữ, đúng không ạ? Estrogen, khi chúng ta suy giảm cái nội tiết tố ở bên trong người phụ nữ thì cái điều đầu tiên dễ nhận thấy nhất, cái là nếu mà thấy đúng thì mọi người comment là rất đúng vào đấy, đó chính là rối loạn kinh nguyệt. Đấy là cái điều tác hại đầu tiên của giảm nội tiết tố, nhất là những người phụ nữ bắt đầu là sinh con xong thì cái điều này là chắc chắn có đấy cả nhà nhá. Ví dụ như là mọi người có thể thấy là ví dụ như là kinh nguyệt không đều chẳng hạn, đó là những cái đơn giản nhất để mọi người có thể thấy. Hay là cái quá trình lão hóa nhanh chóng, có rất nhiều người phụ nữ là Thắng biết rằng là đầu tiên lúc mà yêu nhau chẳng hạn, xong lấy nhau về thì nhìn rất là gì ạ, xinh đẹp, nhưng sau một cái quá trình là gì ạ, sinh con đấy, thì bắt đầu là lão hóa nó rất là nhanh chóng, da lỏng lẻo, xỉn màu, nếp nhăn bắt đầu xuất hiện, đốm và mở rộng cái lỗ chân lông của chúng ta, đúng không ạ? Cái điều này có không ạ? Và rối loạn cơ thể, nhiều người bảo là gì ạ, ôi em chả ăn cái gì trong cả ngày hôm nay mà em vẫn béo. Cả nhà có thấy điều đấy có thì mọi người comment là có đấy ạ. Không ăn gì cũng béo, có nghĩa là gì ạ, ngửi không khí cũng béo, đúng không ạ? Vì sao ạ? Vì chúng ta bị rối loạn cơ thể, cái quá trình trao đổi chất trong cơ thể của chúng ta, và nó giúp cho cơ thể chúng ta tích mỡ lại. Vì sao ạ? Chúng ta không ăn thì nó tích mỡ trong cơ thể của chúng ta thôi, đúng không ạ? Không phải là nhịn nhịn ăn mà chúng ta đã giảm được đâu ạ. Ngày xưa em Thắng gần 100 cân, em Thắng biết mà, nó phải có phương pháp và nó có cách của nó đấy ạ. Tiếp theo nữa là các vấn đề về tim mạch, cái điều này vô cùng quan trọng.
đó là gì ạ? Cái tỷ lệ mà mắc bệnh tim mạch ở phụ nữ, nhất là cái người mà tiền mãn kinh ấy, là cao hơn rất là nhiều so với người đàn ông. Sau khi mà cao hơn như vậy thì là gì ạ? Mọi người biết rằng là cứ ba người thì có một người bị, cứ ba người có một người bị. Thì vậy ở trong này là có bao nhiêu anh chị em ở đây trong này có bao nhiêu người là phụ nữ ạ? Nếu mà phụ nữ thì comment là cho em phím 3. Comment cho em phím 3 để em xem có bao nhiêu người là phụ nữ trong này ạ. Chưa chắc các anh con trai hút thuốc hay uống rượu nhiều mà là bị mắc vấn đề tim mạch đâu nha. Người phụ nữ mà rối loạn nội tiết tố thì cái tỷ lệ tim mạch này cũng gặp vấn đề rất là nhiều. Nên vì sao ạ? Em ví dụ như một trường hợp như này mọi người thấy thấy đúng hay rất đúng nhá. Đó là mọi người thường xuyên đứng lên, ngồi xuống á. Ôi rồi hoa mắt chóng mặt quá hay là gì ạ? Nhiều lúc là gì ạ? Em thấy là ở quanh nhà em á, thỉnh thoảng có người là gì ạ? Khỏe mạnh lắm, nhưng có khi là như chả vờ á, diễn lăn đùng ra nằm ngửa ra, rối loạn tiền đình. Đó chính là về vấn đề về gì ạ? Mạch máu đấy cả nhà. Tiếp theo nữa mà em muốn nhắc nhở cho tất cả các chị em phụ nữ ở đây, đó chính là cái chứng loãng xương. Khi chúng ta sinh con, chúng ta không có bổ sung canxi vào trong cơ thể của chúng ta, thì cái chứng loãng xương của chúng ta sẽ bị gặp vấn đề rất lớn. Và 70% người phụ nữ bị vấn đề về loãng xương. Và 10 người ở đây thì chắc chắn là đây toàn những cái người mà bật số 3 ở đây nhá. Thì là gì, cứ 10 người sẽ có 7 người bị. Thì là gì ạ? Chúng ta chắc chắn là sẽ có trong đó đấy ạ. Và nó gây suy giảm cái chức năng của cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Đúng không ạ? Nên chúng ta hãy thường xuyên bổ sung sản phẩm sâm vạn năng tố nữ cả nhà nhá. Những người phụ nữ xinh đẹp ở trong Zoom ơi, hãy thường xuyên sử dụng nhân sâm vạn năng tố nữ để chúng ta trở nên xinh đẹp hơn, yêu kiều hơn và gì ạ, trẻ khỏe hơn. Ok không ạ? Và đây em Thắng sẽ giới thiệu thêm một cái sản phẩm nữa mà em Thắng thường xuyên uống hàng ngày để giúp làm gì ạ? Giúp em Thắng trẻ hơn, khỏe hơn, năng lượng hơn, làm việc liên tục nhiều hơn. Cả nhà biết rằng là với cái cường độ làm việc như của em Thắng đây, chắc một ngày chắc chỉ ngủ đến 3 đến 4 tiếng thôi. Sáng thì chuông báo thức là 5 giờ rồi, là thói quen là 5 đến 6 giờ là phải dậy rồi. Nếu như ai mà thường xuyên tương tác với em Thắng thì thường thường là 5 giờ đã thấy em Thắng tương tác và nhắn tin trên nhóm rồi đúng không ạ? Và buổi tối thì thường thường là ngủ chắc cũng tầm khoảng 11, 12 giờ. Hôm nào không phải tiếp tiếp khách, còn hôm nào mà tiếp khách có khi là 1, 2 giờ sáng mới ngủ, nhưng sáng vẫn dậy vậy. Thì là để duy trì được cái năng lượng chúng ta được liên tục thì chúng ta cần có một thành phần gọi là gen quý hiếm để nó giúp cho chúng ta là gì ạ, sản sinh những cái tế bào khỏe mạnh, nuôi dưỡng cơ thể của chúng ta tốt hơn. Bên cạnh đó là gì ạ, năng lượng đào thải độc tố trong cơ thể của chúng ta, vì thức khuya nhiều này, rồi uống rượu này, hút thuốc lá này, lười tập thể dục này, ăn uống thì ăn toàn những cái đồ bên ngoài thôi, không ăn healthy này, ăn thì hôm thì ăn mỡ nhiều, hôm thì ăn mặn quá, bắt đầu chất độc nó vào trong cơ thể mình. Nếu như không dùng sản phẩm energy drink này thì chúng ta có bị ngấm vào trong cơ thể chúng ta không? Ngoài ra còn bổ sung thêm vitamin C, vitamin nhóm B, B1, B12, rất rất nhiều các vitamin khác đúng không ạ? Vitamin C thì mọi người biết rồi, nó vô cùng tuyệt vời cho gì ạ, sức đề kháng của chúng ta đúng không ạ? Hôm nào mà anh chị em nào mà đi nắng về đi, thử thả một viên C sủi mà xem, hết mệt ngay đúng không ạ? Nhưng đây là những cái thành phần tinh chất vô cùng tuyệt vời và là gì ạ, có những cái axit amin cực kỳ thiết yếu và cộng với cả những thành phần vô cùng đặc biệt để cái công dụng của gen tăng cường thêm nữa, đó chính là maca đen, phúc bồn tử, mà ở đây là những cái cây nó hàng trăm năm, hàng nghìn năm được chiết xuất tế bào gốc cả nhà, nó vô cùng tuyệt vời, vô vô cùng tuyệt vời. Cả nhà thấy tuyệt vời, mọi người hãy comment là tuyệt vời đi ạ. Em thực sự em rất là mê cái nước uống energy drink này, em gặp bất cứ ai em chỉ muốn rằng là mọi người ơi hãy uống cái này đi, nếu chưa có em Thắng mời uống. Ở đây nếu mà ai gặp em Thắng mà chưa được mời CC drink không ạ, comment lên cho em phím 3 đi, cho em xem nào, để hôm sau em còn biết em còn mời, không lại bảo là đấy lên trên này mà mời mà cuối cùng là không có mời đúng không ạ. Em sẽ mời tất cả mọi người, chỉ cần là em Thắng, nếu như mọi người mà chưa được uống em Thắng sẽ mời. Wow, tuyệt vời, em sẽ mời nha. Mời anh Huy, mời iPhone, mời chị Tuyết Mai đúng không ạ? Mời chị Phi Vân, mời chị Lệ Hoàn. Ok, tuyệt vời. Ở đây có ai thích làm đẹp không ạ? Thích thì mọi người comment là thích đi ạ. Thích thì comment là thích.
Mà nếu mà thích mà lại không comment là thích là có lỗi với cái suy nghĩ của chúng ta đấy nhá. Mà thích mà không comment cũng kiểu như là chúng ta yêu một người phụ nữ nào đó mà chúng ta để trong lòng thì có phải là chúng ta có lỗi với bản thân mình không? Đúng không ạ? Vậy thì đây là một cái sản phẩm mà em Thắng có thể nói là em Thắng rất là thích và em Thắng sẽ order ngay và luôn vào ngày mai về cái sản phẩm này để em Thắng test. Vì cái bộ sản phẩm ở nhà em Thắng cũng bắt đầu chuẩn bị hết rồi. Vì trong này nó có em nhìn thấy rằng là có tế bào gốc nhân sâm 50 năm và cái tế bào gốc cây thông đỏ và cái chen thông đỏ 2 năm vừa qua thì mọi người biết rằng là ở Việt Nam chúng ta rất là hot hit. Mặc dù cái cây đó nó nho nhỏ xinh xinh thôi nhưng cây này là 1.300 năm cả nhà. Ôi trời ơi, nó còn hơn gấp bao nhiêu tuổi của chúng ta. Con người chúng ta giỏi sống được 100 năm, hơn 100 năm thôi đúng không ạ? Cây này nó sống gấp 13 lần chúng ta. Có nghĩa là cây này là cây cụ cụ của cụ cụ gì đấy. Mà chúng ta lại được dùng cái tế bào gốc của cái cây này thì có tuyệt vời không? Mà giá nó chỉ có là 400 đô thôi. Cả nhà mà nếu như ai mà bạn đã dùng cái tế bào gốc, bị em Thắng dùng bộ tế bào gốc, hiện tại ở nhà nó rơi vào khoảng 48 triệu. Còn một bộ nguyên gọi là full, gọi là empu là 26 triệu. Phun vào mặt mình này để bảo bảo vệ mọi người biết rằng là môi trường của chúng ta hiện tại là gì ạ? Ánh sáng mặt trời thì xuyên thấu qua tầng ozone rồi và nắng nóng hơn rất nhiều. Cả nhà tắt hộ em cái mic của những cái người lỡ bật lên hộ em với nhá. Thì là gì ạ? Sẽ là bảo vệ một cái lớp màng bên ngoài và giúp tái tạo lại tế bào và giúp chúng ta trẻ hóa ra. Và em tin chắc chắn rằng là gì ạ? Có một câu nói và em tặng cho tất cả các chị em phụ nữ cũng như là các anh chàng ở đây. Đó là gì ạ? Không có người xấu, chỉ có người không thích làm đẹp. Ở đây em muốn nói là nhá, đàn ông ở Việt Nam mình cực kỳ lười làm đẹp. Nhưng em hỏi rất nhiều các em của em đi Hàn Quốc hay đi Nhật Bản, người con trai họ cực kỳ bảo vệ làn da của họ. Con gái đi ra ngoài phải make up, con trai là phải sử dụng những cái kem chống nắng vào. Vì là gì ạ? Chúng ta không dùng cái này á là chúng ta đang là gì ạ? Đang xúc phạm cái người nhìn mình. Cả nhà comment ạ, xúc phạm cái người nhìn mình. Và điều đó là chúng ta sẽ không muốn xúc phạm người khác. Để người khác tôn trọng mình thì mình đừng có xúc phạm người ta nữa. Bằng cách chúng ta hãy làm đẹp đi. Đúng không ạ? Tuyệt vời đúng không ạ? Rồi, một cái thông tin cuối cùng mà dành cho tất cả anh chị em. Và cái thông tin này là một cái thông tin có thể nói là giúp cho tất cả anh chị em ở trong buổi Zoom ngày hôm nay. Chúng ta có thể là được gì ạ? Đón nhận đầu tiên về một cái dòng sản phẩm và có thể đón nhận một cái cơ hội giúp chúng ta thay đổi cái vị thế, giúp chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc hơn, giúp chúng ta có một cuộc sống tràn đầy năng lượng hơn, giúp chúng ta có thể là gì ạ? Thịnh vượng hơn. Đó là tập đoàn này họ rất ưu tiên cho thị trường Đài Loan và thị trường Việt Nam của chúng ta, rất là tuyệt vời. Bên cạnh đó thì công ty bắt đầu sẽ khởi động các quốc gia khác như Trung Quốc, Mỹ, Anh, Hàn, rồi Thái Lan hay tất cả các nước nữa sẽ tiếp tục. Mà thường thường thì họ hãy tìm đến gì ạ? Những cái khu vực gì ạ? Những khu vực các nước đang phát triển. Nhưng bây giờ mọi người biết rằng là gì ạ? Việt Nam của chúng ta là một trong đất nước mà được rất nhiều các tập đoàn đang tìm đến. Và hôm nay có nói chuyện với anh Huy ấy, thì anh Huy có nói là từ năm 2025 đến năm 2030 thì Việt Nam chúng ta sẽ rất là phát triển, có nghĩa trở thành một cái nước là rất là giàu có đúng không ạ? Nên đây là tập đoàn họ bắt đầu khởi động cái thị trường Việt Nam của chúng ta và chúc mừng cho tất cả anh chị em. Ai chưa đón nhận cái cơ hội này thì hãy đón nhận cái cơ hội này. Ai chưa dùng sản phẩm này hãy dùng ngay cái sản phẩm này. Cảm ơn tất cả anh chị em. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng lên một cái thị trường toàn cầu và bắt đầu từ bản thân chúng ta. Cảm ơn tất cả mọi người. Em xin nhường mic lại cho MC xinh đẹp của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Và cảm ơn anh Rick Chắc Thắng. Một lần nữa, biết ơn anh rất là nhiều về những cái thông tin thực sự là bổ ích từ tập đoàn và những cái thông tin vô cùng tuyệt vời về một dòng sản phẩm tế bào gốc thực vật ở tầng hình thành nguyên sinh được nhà khoa học nổi danh toàn cầu, cha đẻ của tế bào gốc thực vật của chúng ta. Và chúc mừng tất cả các anh chị đã có mặt trong phòng Zoom hôm nay. Chúng ta cũng là những người thực sự là may mắn khi được biết đến một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời của tập đoàn ạ. Em Loan xin phép mà nhờ các anh chị gửi những bông hoa tươi thắm để gửi tặng cho anh Đích chắc thắng được không ạ? Cảm ơn anh Thắng, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Vừa rồi thì anh chị cũng vừa được đón nhận những thông tin vô cùng tuyệt vời và bản thân em Loan cũng biết ơn
Đầu tiên là biết ơn chị Gia Kỳ, một người con đất Việt, một người công dân đang sống sinh sống tại Đài Loan, nhưng mà chị là một người con đất Việt đã miệt mài 2 năm qua để giúp cho tập đoàn làm thị trường tại Việt Nam, tìm kiếm những cái đối tác, và hiện tại bây giờ thì là PIP đã chính thức về đến Việt Nam rồi ạ. Và sắp tới thì còn nhiều chiến lược vô cùng nhiều chiến lược và nhiều cái thông tin từ tập đoàn về đến thị trường Việt Nam. Và bản thân em Loan cũng rất là may mắn khi đang được trải nghiệm và đang được dùng những cái sản phẩm của tập đoàn. Hiện tại bây giờ thì em đang dùng sản phẩm nhân sâm vạn năng tố nữ ạ. Và cũng đang rất là may mắn được trải nghiệm cái bộ sản phẩm nhân sâm bộ nhận bộ bộ sản phẩm là từ bộ mỹ phẩm đấy ạ, bộ mỹ phẩm từ nhân sâm rừng 50 năm, và lại còn có thêm cái thành phần đó là từ cây thủy tùng thông đỏ, một cây quốc bảo của Hàn Quốc. Nếu như mà không có cái công nghệ vô cùng tuyệt vời này thì chắc chắn là em Loan sẽ không biết đến bao giờ mình mới được sử dụng. Mà anh chị biết rằng là đã là cây quốc bảo rồi ấy, thì chúng ta không được phép khai thác, đúng không anh chị? Đã không được phép khai thác rồi thì chúng ta khó không không thể luôn ấy, không thể có cơ hội để mà dùng những cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời như này đâu ạ. Thế nhưng mà với cái công nghệ nhân bản tế bào gốc thực vật thì các nhà khoa học chúng ta chỉ cần lấy một cái phần rất là nhỏ ở trên thân cây thôi ạ, là chúng ta đã có thể tách rời mô phân sinh, lấy tế bào gốc và nhân bản lên. Và trong cái phần chia sẻ vừa rồi của anh Rick Chắc Thắng thì các anh chị cũng thấy rằng là nếu bình thường là nhân sâm rừng hoang dã đã vô cùng là tốt rồi, nhưng trong thành phần của nó, hợp chất hữu dụng ginsenoside quý hiếm nó rất là ít các anh chị ạ. Thế nhưng trong sản phẩm tế bào gốc nhân sâm rừng hoang dã, các anh chị thấy không ạ? Theo cái nghiên cứu của các nhà khoa học thì anh chị thấy rằng là cái số lượng hợp chất ginsenoside hữu dụng có trong một viên thôi ạ, nó tương đương với 10 củ nhân sâm rừng hoang dã đây anh chị. Và khách hàng của PIP vẫn nói vui với nhau rằng là chúng ta dùng một viên tế bào gốc nhân sâm là chúng ta đang đưa 7 tỷ rưỡi vào miệng đấy các anh chị ạ. Và hiện tại bây giờ thì hôm nay, trong buổi tối ngày hôm nay, em Loan lên Zoom hoàn toàn để mặt mộc luôn đấy ạ. Và năm nay em cũng đã 40 mùa xuân rồi, nhưng các anh chị nhìn có thể thấy rằng là em mới trải nghiệm sản phẩm có một tháng thôi, nhưng mà hiện tại bây giờ thì em cảm thấy là cái thần thái của mình rất là tốt, cái da của mình bắt đầu sáng và căng bóng, được trẻ hóa lên rất là nhiều. Và em chắc chắn rằng là với những khách hàng đã sử dụng tế bào gốc nhân sâm của tập đoàn thì ai cũng sẽ được trẻ hóa tối đa từ 8 đến 10 tuổi các anh chị ạ. Trong phòng Zoom, em xin phép hỏi các anh chị là những ai được mong muốn trở về thời thanh xuân các anh chị muốn lão hóa ngược không ạ? Trong số các anh chị ai mong muốn được trở lại thanh xuân 10 tuổi, 20 tuổi, các anh chị có thể comment số 1 được không ạ? Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Anh Thắng cũng cũng là người thấy sản phẩm rất là tốt, nên là lần đầu tiên anh được nghe thấy cái dòng tế bào gốc thực vật của tầng nguyên thanh nguyên sinh, và anh là người cũng đã trải nghiệm. Và các anh chị cũng có thể nhìn thấy trên gương mặt của anh Thắng bây giờ so với anh Thắng cách đây 2 tuần thôi 2 tuần thôi em Loan gặp là nhìn thấy anh Thắng đã thay đổi một trời một vực rồi đấy ạ. Thì trong phòng Zoom hôm nay, lúc đầu em Loan cũng đã giới thiệu rồi, có chị Gia Kỳ là người quốc tịch Đài Loan, hiện tại bây giờ chị đang sinh sống tại Đài Loan, nơi mà công ty PIP đặt trụ sở tại Tân Bắc, Đài Bắc, Đài Loan. Và em Loan xin trân trọng mời chị Sunny, chị Gia Kỳ trở lại phòng Zoom một lần nữa để chị chia sẻ với cộng đồng PIP Việt Nam những cái kế hoạch chiến lược sắp tới mà tập đoàn sẽ triển khai cho thị trường Việt Nam cũng như thị trường quốc tế, để mọi người nhìn thấy rằng là chúng ta là những người thực sự may mắn khi chúng ta là những công dân Việt Nam đầu tiên được tiếp cận với dòng sản phẩm vô cùng tuyệt vời, những dòng sản phẩm độc quyền của tập đoàn. Em xin mời chị Gia Kỳ ạ. Cả nhà có thể thả những cái trái tim hoặc là những cái bông hoa tươi thắm để chào đón chị Gia Kỳ quay trở lại phòng Zoom được không ạ? Hello, xin chào tất cả các anh chị em và cho một lời cảm ơn 66688 để cảm ơn Missy Loan và cảm ơn giáo sư Thắng và cảm ơn anh Huy và cảm ơn tất cả mọi người. 6688 Đài Loan là gọi là lộc 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 phát phát cho cả nhà chúng ta cùng nhau lộc lộc phát 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 tài.
Sunny thì hiện tại đã sử dụng minh chứng là rất nhiều ở bên Đài Loan, thì làm hiện tại là đã làm ở bên tại thị trường Đài Loan là tầm là gần 3 năm rồi, hơn tính ra là 3 năm rồi. Là nhưng mà ở thị trường Đài Loan là trước tiên người vào thị trường Đài Loan là họ làm theo truyền thống, và họ đi theo cái mô hình truyền thống là marketing, là đưa đi, có nghĩa là đi làm từ thiện trước, là những gia đình nào mà có hộ có những người bệnh nhân á, là không có đủ điều kiện để sử dụng sản phẩm, thì công ty nó có một cái chính sách là từ thiện, là cho quyên góp, mà là tặng cho những cái hộ gia đình đó là những bệnh nhân là uống miễn phí. Và lần đầu tiên á là Sunny tới gặp công ty á, tới đấy mà mình hoảng luôn, mình cứ tưởng là tới nhầm á, tưởng là tới là toàn cái giống như là tới khu bệnh viện như vậy, toàn là những người bệnh rồi, người thì vẫn đeo cái bịch nước tiểu á, người thì ngồi xe lăn, người thì vẫn đang trong tình trạng là bị bại liệt thực vật, mà vẫn đến văn phòng và làm những cái việc từ thiện hỗ trợ bên văn phòng dọn dẹp. Thì lúc bắt đầu Sunny mới tìm hiểu mà thấy tập đoàn này rất có cái văn hóa là yêu thương, và những cái người này là đều những minh chứng sống. Thì Sunny cũng đã quay lại trực tiếp, và tự bản thân của Sunny và người nhà và những người bạn của Sunny cũng đều đều đã sử dụng sản phẩm, và minh chứng là rõ có hiện tượng là rõ hẹn dặt luôn, từ những canh ung thư và những cái bệnh gọi là zona thần kinh mà rất là khó trị, mà cũng đã trong một thời gian ngắn mà cũng đã hết. Thì xin anh Huy cho em cái slide chia sẻ minh chứng. Thì sắp tới đây là Sunny về bên Đài Loan vài hôm thì sẽ đi quay những cái minh chứng ở tại Đài Loan. Và hiện tại ở Việt Nam chúng ta thì cũng có một số anh chị em đã sử dụng sản phẩm cũng đã rất là hiệu quả. Giống như cái chị gì nhỉ, chị Lan hay chị gì, chị đấy cũng đã sử dụng là bị giao lô thần kinh á, là đã bị giao lô, có nghĩa là lở hết cả cái miệng luôn, và nó lan ra gần đến cả mắt, rồi thì là đau xương khớp. Mà đến lúc đi tới văn phòng là lấy sản phẩm về uống uống chỉ có đúng có 3 ngày mà cái miệng mà lan lan tỏa ra cái miệng là đã hết đấy. Đây cái chị này dùng có 3 ngày đây đấy mà hoàn toàn luôn. Bữa cũng quay video thì Sunny cũng đã gửi lên cho mọi người. Và một cái chị nữa là chị tên là Linh, chị cũng ở Việt Trì, là lúc đấy chị Linh á là đã sử dụng sản phẩm mắt nhân sâm vào mắt, là mắt của chị đấy bị đứt cái mạch máu mắt, là tự nhiên một bên mắt là nó mờ và nó nhìn nó giống như con đom đóm ấy. Thì đi khám bác sĩ bảo là cái này là phải đi tiêm, mà tiêm mà cũng chưa chắc đã khỏi, và phải mổ mổ cũng rất là nguy hiểm. Thế nhưng xong rồi lúc rồi Sunny cũng đã tặng cho chị đấy một hộp nhân sâm. Thì chị đã uống uống trong vòng có 3 ngày thôi là mắt chị đã sáng ra, và chị hiện tại bây giờ cũng có cơ sở ở tại Việt Trì, một tòa nhà 7 lầu, và ở Ô Sầm Bắc 2. Cũng rất chỉ là mong muốn là kết hợp sắp tới là sẽ kết hợp với cả công nghệ tế bào gốc TAP và kết hợp với cửa tiệm về chăm sóc sức khỏe và làm đẹp luôn. Đó. Và trước tiên là không chỉ là hỗ trợ về ngoài, và đây là có rất nhiều những cái minh chứng, đây là những cái minh chứng mà gọi là bị bệnh vẩy nến mà rất nhiều năm là không khỏi, mà đây là một cái bác này cũng là gần khu vực Sunny ở, thì bác này sử dụng có một ngày có 4 viên thôi, mà sử dụng thì trong vòng một thời gian rất ngắn có hơn 1 tháng mà cái da của bác đã lằn như vậy rồi. Và một cái nữa minh chứng nữa là cái bác này là cái vẩy nến, là bác này hơn 70 tuổi, bị cái căn bệnh vẩy nến là hơn 20 năm, mà ngày xưa ấy, bác là rất chi là giàu có, bởi bác là người lái máy bay, thế nên là bác là thu nhập rất chi là cao. Thế nhưng mà bởi vì là nam giới hay có cái tật là có nghĩa là cũng nghĩa là, nếu mà nói nam giới thì đụng chạm mọi người, đâm ra là không được nói nam giới, có nghĩa là nhiều người con trai thì là không biết kiểm soát, thì giống như bác ngạnh như vậy là đi đi gọi là đi gì nhỉ, đi chơi gái rất chi là nhiều, đi đi gái rất chi là nhiều, nên là bị căn bệnh ảnh hưởng, xong rồi nó truyền ra bệnh vào da, nên là bị mắc bị vẩy nến. Thì vẩy nến hơn 20 năm nay là ngứa không thể nào ngủ được, bác đã sử dụng rất nhiều những cái sản phẩm
Tất cả những sản phẩm mà làm theo mô hình hệ thống mà bác đều uống hết mà không khỏi, mà tới mới cả sử dụng sản phẩm của nhân sâm có 7 ngày thôi đã thay đổi, mà lúc bác uống là bác đã chuẩn bị đi tự tử rồi, nhưng mà cái nghiệp của bác đây vẫn chưa tới và cái duyên của bác đấy vẫn vẫn cái phúc lộc vẫn được sống, nên là bác đã được gặp được cái tế bào gốc của nhân sâm và đã sử dụng có hơn 7 ngày đã thay đổi cái làn da, và hiện tại bây giờ bác đã uống được hơn 6 tháng và bác không chỉ thay đổi cái làn da mà bác đã bị bệnh cả tim cũng thay đổi tim, đáng nghĩa là cái tim của bác đấy phải đi thay tim. Cái thứ hai nữa là bác đấy là còn khỏi hết cả cái bệnh gọi là bệnh tiểu đường và bệnh ba cao. Cái nữa là làm cho bác đấy trẻ hóa là cái tóc của bác đấy là đã mọc ra đen ra. Đấy. Đây có video ấy, có gì rồi sẽ gửi cho anh chị em xem. Đúng rồi, bởi vì nhiều nhiều từ nó bị bí từ ấy. Đấy. Cái minh chứng này là một chị cũng là lấy chồng Đài Loan, thì chị ấy đi ăn lẩu đã bị cả một cái nồi lẩu ấy đổ vào người, thế là bỏng, mà bỏng rất chi là nặng, bác sĩ bảo là cái bỏng nặng này phải nằm ít nhất là 2 tháng mới được xuất viện. Thế nhưng mà nhờ có sản phẩm tế bào gốc uống có 7 ngày thôi. Ngày xưa ở bên Đài Loan á, là họ làm theo cái bằng bằng chai bằng chai. Nên là bây giờ về Việt Nam chúng ta là bằng viên, thì dùng có 7 ngày thôi là đã xuất viện rồi. Thì mọi người có thấy không, mà sao mình uống thôi mà uống mà đã thay đổi, không phải là bôi sao? Bởi vì cái này là nó là chất dinh dưỡng và là tu sửa cái tế bào gốc của mình, bởi vì tất cả cái cơ thể con người chúng ta đều là tế bào gốc phải không ạ? Có tế bào của chúng ta bị hư tổn thì là nó sẽ mắc bệnh, thì tế bào gốc nhân sâm này là nó hỗ trợ tận gốc và tu sửa những cái tế bào bị tổn thương. Đấy. Thì đây là những cái căn bệnh mà bị ngứa mà ăn đồ ăn hay bị dị ứng á, thì là sử dụng chỉ trong có vài ngày thôi là cũng đã cải thiện rồi. Và không không chỉ cho chúng ta cải thiện về về cái trẻ hóa ra, mà cho chúng ta cải thiện về rất nhiều những căn bệnh hiểm nghèo. Còn đây là một cái chị Đài Loan, chị đấy uống là đã thay đổi là cái làn da và trẻ hóa ra. Mọi người có thấy là ngày xưa là giống một bà già, bây giờ hiện tại bây giờ là giống một chị là U40 rồi phải không ạ? Cái chị này là Sunny cũng bữa trước cũng đã quay video rồi nhưng mà chưa kịp mà cắt chỉnh sửa lại cho mọi người xem. Ok. Đây là một một cô cũng ở người Đài Loan, cũng sử dụng có 15 ngày thôi là cái nếp nhăn này và da cũng thành đều màu. Và rất nhiều những cái chị em mà đang trong thời kỳ mà mãn kinh á, và hơn 50 tuổi, cả hơn 60 tuổi sử dụng sản phẩm nó cũng đã trẻ hóa ra và đào thải hết những cái độc tố mà là ra cái trở lại cái kinh nguyệt giống như ngày xưa. Và đây là một chú là bị đứt ba cái mạch máu tim á, và bác sĩ đã trả về là chuẩn bị là mai táng rồi. Thế nhưng mà sử dụng cái tế bào gốc thực vật này của nhân sâm này đã sử dụng chỉ trong vòng có hơn 1 tuần mà đã hồi phục, và ba hiện tại bây giờ là vẫn sống bình thường, vẫn khỏe mạnh và bây giờ là mới về mà đã có thể là nấu nướng bình thường rồi. Rất tuyệt vời phải không ạ? Mọi người có thấy sản phẩm rất tuyệt vời không? Nếu mà tuyệt vời cho Sunny một con số biết cái sự tuyệt vời. Và không chỉ là những cái bệnh hiểm nghèo mà những cái bệnh mà Amazon á, là nhiều những cái hiện tại là rất nhiều những cái các tuổi già là cứ hỏi là ăn cơm chưa, vừa ăn no xong lại lại bảo là chưa ăn cơm, phải không? Mà quên cả đường về luôn, quên hết cả không biết là con cái là ai. Thì sử dụng cái sản phẩm này nó có hỗ trợ là giải quyết và thúc đẩy cái chất trong cái não, đẩy cho cái não của chúng ta để cho chúng ta minh mẫn. Ở đây là một cái minh chứng mà rất nhiều bị Amazon, không chỉ cái bệnh Amazon mà cái cả bệnh trầm cảm nữa, mà trầm cảm là cứu được rất nhiều. Đây là những một cái kênh người cũng là công ty từ thiện là tôi Alzheimer, và những người tiểu đường là cái bạn này á, là vừa bị tiểu đường lại bị cái gì nhỉ, vừa bị tiểu đường lại vừa bị cả luôn là bị thận, nên là bị phù,
mà lúc đấy là bạn đấy là hơn 70 kg mà bị phù trong vòng có hơn 20 ngày mà phù lên tận hơn 100 kg. Thế bây giờ sử dụng cái sản phẩm này, bây giờ đã quay trở lại là người bình thường và đã đi làm bình thường rồi. Đây là một cái bạn là hơn chỉ có 28 tuổi thôi mà mắc cái căn bệnh như vậy, làm cho bạn đấy là trong vòng 10 năm nay là chứ không được đi làm. Đi làm rất chi là phức tạp, đâm ra là công ty đã hỗ trợ cho bạn ấy từ thiện. Và đây là một cái cục, và một bé em bé cũng như vậy, một em bé này là từ bé 3 tháng là bị lẫy gia đình không phát hiện ra nên là bị ngạt ngạt đến lúc gia đình phát hiện ra là tất cả là người đen hết rồi, đen xì hết luôn, bị ngạt oxy lên là trở thành thực vật. Bác sĩ trả về mà là bảo gia đình là chỉ cần rút bây giờ chỉ có rút ống ra thôi mà để lại sống cũng không không còn tác dụng gì cả, mà người phát triển nhưng mà cái đầu óc không sẽ không phát triển được nữa. Thế nhưng mà một người mẹ thấy con cái vẫn có cái tim đập thì không thể nào lỡ nào mà rút được ống ra, thì cũng đã tiêu hao là bán hết 2 3 căn nhà để hỗ trợ điều trị cho bé mà cũng không khỏi. Thì đến với tập đoàn PIP, tập đoàn cũng đã ủng hộ và từ thiện cho bé này uống, mà hiện tại bé đã cơ thể đã trở lại gần như bình thường và đã nhận ra được người rồi ạ. Và đây là một minh chứng là cũng như vậy, bạn này cũng bị chết não và bị thành tai biến và nằm nằm luôn mười mấy năm trời. Tất cả các thứ chi phí gia đình cũng rất là khó khăn, và hiện tại bây giờ sử dụng sản phẩm của tế bào gốc là trong vòng chỉ có mấy tháng rồi ba, bây giờ bạn đấy đã biết là đứng dậy và tự làm bản thân và biết gọi bố mẹ và biết phân biệt là nam nữ và phân biệt già trẻ gái trai và còn biết cả xem phim nữa rồi đấy bạn. Và rất chi là ít những cái dòng sản phẩm mà nó có thể là hỗ trợ lên cái não của chúng ta được. Và đây là những cái bệnh nhân gọi là ở bên Đài Loan nó là vô số, nó cứu được cả hơn 10 10 vạn người và rất nhiều người ung thư nó cứu quá trời. Bên đây là những cái căn bệnh gọi là hiểm nghèo để cho mọi người anh chị em là thấy. Và bác này cũng như vậy là bị bại liệt. Và đây là những căn bệnh của ung thư. Và ở bên Đài Loan á là những người bị ung thư á là trước tiên uống sử dụng sản phẩm phải điều kiện là phải đi kiểm tra sức khỏe và lấy cái chỉ số của ung thư, và uống một thời gian xong một tháng sau là chúng ta lại đi khám khám sức khỏe và lấy máu cái chỉ số của ung thư là để chúng ta so sánh. Và đây là những cái minh chứng là đã đi khám sức khỏe chỉ cần hơn một tháng là đã cái chỉ số của ung thư đã giảm xuống rất chi là nhiều, rất chi là nhanh. Đây là một cái minh chứng là bị bệnh ung thư phổi. Thì các anh chị em cũng biết rằng ung thư phổi là sẽ không nói được phải không ạ, mà mình đi lại mình thở còn khó khăn, nói chi là hát. Thì một cái minh chứng vừa lấy là cái chị đấy là đã bị là bác sĩ trả về là không chữa được nữa rồi. Thế nhưng mà nhờ nhờ sử dụng cái sản phẩm tế bào gốc của nhân sâm này mới có 3 tháng thôi mà bây giờ chị đã hoàn toàn trở lại người bình thường và đã cầm micro đã hát bình thường rồi. Đây là một ung thư cao, ung thư phổi đã bác sĩ trở về và bây giờ đã cứu được. Ok. Và đây là một cái minh chứng là đến ngày mai ngày kia là Sunny sẽ đi tới cái chỗ cái anh minh chứng này là quay trực tiếp cho mọi người xem. Là đây là minh chứng là một người chồng của một người bạn của Sunny là ở Đài Loan ấy, con trai Đài Loan đa phần của người ta hay ăn trầu á, thì anh này ăn trầu nhiều quá nên bị ung thư vòng quai miệng và ung thư nở hết cả cái loét hết cả cả miệng luôn và quai miệng luôn, và bác sĩ cũng không chữa được, là đây là ung thư giai đoạn cuối, giai đoạn 4 rồi, bác sĩ trả về rồi mà sử dụng tất cả cái gì không khỏi. Nhưng mà đến với sản phẩm PIP, một ngày là uống sử dụng uống là tận 15 gói. Ngày xưa là làm bằng cái gói thì bây giờ làm bằng cái viên, thì mình sẽ nói là một ngày người ta uống 10 tận 15 viên mà điều trị đến 29 ngày mà cái vết thương nó lành luôn. Đâm ra là chúng ta sử dụng cái dòng sản phẩm của tế bào gốc này, người có bệnh thì chúng ta sẽ dùng cái lượng nhiều hơn nhiều lên, còn người không có bệnh thì chúng ta duy trì để cho cái tế bào của chúng ta nó trẻ hóa ra, trẻ hóa ra một ngày chúng ta chỉ cần là dùng 1 đến 2 viên là chúng ta đã có thể trẻ hóa ra, và nhất là để cho chúng ta kéo dài cái tuổi thọ của chúng ta và phòng chống tất cả ngăn ngừa các loại bệnh.
À, và cái này nhá, người không có bệnh thì cũng sẽ có cảm nhận gì, cảm nhận chúng ta ngày càng trẻ ra, ngày càng khỏe ra, ngày càng đẹp ra, nhất là chị em phụ nữ ngày càng gọi nghe cái gì cũng đầy đủ hết đó. Còn những các chị em mà các anh chị em mà có bệnh á thì là chúng ta sẽ có cảm nhận nó sẽ lập tức có nghĩa 2 3 ngày sau là có cảm nhận, người nhiều người thì khó chịu, nhiều người thì ngứa ngáy, nhiều người thì mỗi một cái người có sẽ có cảm nhận khác nhau. Nhưng mà chỉ trong vòng là 1 tháng trở đi, đến chu kỳ tầm 3 tháng trở đi là chúng ta đã có một cái sự thay đổi rất chi là vượt bậc luôn. Nên là mọi người cứ yên tâm. Nhiều các chị em bảo là ủa sao uống mà không thấy cái thay đổi gì, nhưng mà mọi người tự nhìn bản thân chúng ta có trẻ hóa ra hơn không, mà chúng ta có năng lượng hơn không đó. Nên là Sunny bởi vì rất chi là yêu cái sản phẩm này. Ngày xưa tập đoàn nó không có cái chính sách là làm thị trường network toàn cầu, thị trường thương mại toàn cầu, nên là chỉ có sử dụng và giới thiệu cho một số chị em ở Việt Nam sử dụng thôi. Thì hiện tại bây giờ là 2 năm về về đây thì công ty, bởi vì mọi người cũng biết rằng là hiện tại đang chính trị thương mại Trung Quốc và Đài Loan, và Trung Quốc và Mỹ đang có một cái sự gây gây chính trị trong thương mại là rất chi là khủng hoảng. Thì hiện tại bây giờ Trung Quốc là tất cả những sản phẩm của họ thương mại là không xuất được sang Mỹ, kể cả là Trung Quốc cũng không xuất được sang Đài Loan cũng không xuất được sang Trung Quốc. Thì cái này cũng là cái thời cơ của đất nước Việt Nam chúng ta. Thì tất cả những cái thương mại người ta muốn phát triển ra thị trường nước ngoài thì họ đều phải về Việt Nam chúng ta, là đặt trụ sở và đặt nhà máy sản xuất tại Việt Nam chúng ta. Thì tập đoàn của PIP là một cái tập đoàn họ cũng là hướng về Việt Nam chúng ta, và Sunny đã hỗ trợ bên tập đoàn là 2 năm nay là đi khảo sát thị trường Việt Nam, và tập đoàn PIP đã về Việt Nam là gần 8 lần rồi để khảo sát thị trường Việt Nam, và sắp tới sẽ mở viện nghiên cứu và nhà máy sản xuất tại Việt Nam chúng ta. Mà như anh chị em chúng ta làm sản phẩm, chúng ta không sợ không có cộng đồng sản phẩm tốt, không sợ không cộng đồng, mà chúng ta chỉ sợ gì, sợ nhất là sản phẩm là không đủ cho khách hàng, phải để đợi khách hàng đợi. Cái thứ hai là sợ nhất là cái gì, sợ nhất là cái về chất lượng, phải không ạ? Nhiều những doanh nghiệp mà họ có nghĩa là đông khách một chút, nhiều hội viên rồi, tự nhiên là cái gì, cái chất lượng người ta giảm đi đó, chất lượng nó giảm đi. Và bởi vì là họ không phải là tự nhà máy sản xuất, không phải có công nghiên cứu, nhưng mà bên tập đoàn chúng ta là từ viện nghiên cứu và dây chuyền sản xuất là một mình luôn. Đấy, nên là mọi người rất chi là yên tâm. Mà cái thứ hai là họ đặt trụ sở viện nghiên cứu ở tại Việt Nam chúng ta, hiện tại bây giờ là Trung Quốc, tại viện nghiên cứu Trung Quốc và viện nghiên cứu Hàn Quốc. Hai viện nghiên cứu này là được chính phủ của Hàn Quốc và chính phủ của Trung Quốc cấp tất cả từ cơ sở hạ tầng từ A đến Z hết luôn. Đó. Thì sắp tới đây bây giờ là công ty đang làm việc với bên chính phủ Việt Nam chúng ta, đang đàm phán, bởi vì là tất cả những cái đất nước người ta nhìn thấy cái công nghệ này là người ta thấy có lợi ích mang tới lợi ích và cái cống hiến cho cộng đồng, thì là nhà nước chúng ta sẽ có đầu tư. Bởi vì là tất cả là 89% là thuốc thì từ đâu ạ? Về dược phải không ạ? Về thảo dược phải không ạ? Ngày xưa chúng ta làm gì có thuốc tây, ngày xưa đa phần là thảo dược phải không ạ? Thế nhưng mà hiện tại bởi vì sao mà càng ngày những cái cây thảo dược quý hiếm nó càng ngày nó càng mất đi, bởi vì gì ạ? Bởi vì môi trường này, ảnh hưởng môi trường, ảnh hưởng về thời tiết và ảnh hưởng rất nhiều những cái khí hậu như vậy, nó làm cho chúng ta những cái cây thảo dược quý hiếm nó dần dần nó lụi tàn hết đi. Thì giờ có cái công nghệ của tập đoàn này nó sẽ hỗ trợ chúng không cần phải chặt rừng, lại còn bảo vệ môi trường, không cần phải chặt rừng, chỉ cần là những cái cây thảo dược quý hiếm nào họ chỉ cần là lấy một cái cây cây ở bên trong cái thân cây, hay là bên trong cái lá, hay là bên trong cái rễ cây thôi, cái cành cây thôi, là đã có thể là nhân bản lên được rồi, nhân bản lên một một luôn được rồi. Đấy, bởi vì sao, cái công nghệ như vậy đã được rất nhiều, hơn được 117 bằng sáng chế trên hơn 41 quốc gia, và đã có 5 cái bằng ứng dụng chính của Hoa Kỳ cấp này, của Trung Quốc cấp này, của Hàn Quốc cấp này. Đấy, và đã được cả lấy cả độc quyền ở trên ở Việt Nam chúng ta. Và không chỉ như vậy mà tập đoàn chúng ta về sẽ định hướng là hỗ trợ, có nghĩa là
kết hợp với cả những các lãnh đạo top đầu tiên thị trường của chúng ta, là cho là 50 lãnh đạo cùng cống hiến đầu tiên là được là cổ phần, cổ đông của tập đoàn luôn. Đấy. Vậy mày, vậy anh chị em có muốn là trong hiện tại bây giờ trong anh chị em trong phòng Zoom, anh chị em nào muốn là trở thành cổ đông của tập đoàn không ạ? Mà sở hữu cổ phiếu gốc của tập đoàn không ạ? Nếu mà muốn chúng ta sẽ đánh con số 666 ạ. Đúng rồi, tôi muốn 666, tôi muốn, ok. Rồi có những và những một cái những cái chiến lược ok nữa thì để dành cho cái ngày thứ sáu sẽ mời CEO của tập đoàn tới trực tiếp giao lưu và trực tiếp chia sẻ cho anh chị em nắm bắt thông tin hơn. Thì ở trong phòng Zoom này thì em là Sunny và anh Huy là hai người đều biết tiếng Trung, sẽ là cái những người là bắc cầu cho anh chị em chúng ta. Đấy, và Sunny rất chỉ mong muốn rằng là không chỉ là Sunny nói, và đây có rất nhiều cả anh Huy và cũng có rất nhiều anh chị em cùng biết tiếng Trung, và Sunny sẽ là người cầu nối để cho anh chị em tại đây làm việc trực tiếp với tập đoàn luôn, có vấn đề gì là hỏi trực tiếp luôn. Bởi vì Sunny cũng rất chỉ mong muốn là chúng ta đồng hành với chúng với nhau, chúng ta là đều là cái duyên tới với nhau, và chúng ta là đi đồng hành nhau, chúng ta làm một người người chung một nhà ạ. Chứ không phải là cái người lãnh đạo nào lãnh đạo, bởi vì Sunny rất chi là không thích. Bởi vì ngày xưa Sunny về Việt Nam cũng như vậy, rất nhiều những cái tập đoàn và rất nhiều những cái leader đầu tiên á, tập đoàn nói như thế này, nhưng mà đến đến những người leader thì những người leader lại nói một kiểu khác. Nên là rất nhiều những cái mà tài chính hay những cái kênh phân sàn gì đó, mà vì sao mà nhiều người bị có nghĩa là bị mất tiền, bởi vì không bởi vì họ biết những cái rủi ro rồi, nhưng mà người ta không có nói với mình đó. Là Sunny muốn làm việc á, là muốn làm việc là thật tâm, muốn mong muốn là mang lại một cái giá trị gì mang về đến cho cộng đồng, và mọi người ai ai cũng có được cái từ cái sức khỏe và từ cái lợi nhuận thêm để cho chúng ta đi một con đường về sức khỏe lâu dài. Giống như hiện tại bây giờ là Sunny sắp tới và cả cùng với cả Thắng và bên Loan và bên mọi người sẽ mở những cái văn phòng của PIP là Viện Chăm sóc Sức khỏe và Làm đẹp Không Xâm Lấn, là dùng tất cả dùng bằng tế bào gốc thực vật và những cái cỗ máy chăm sóc sức khỏe để dành cho những cái những hội viên của chúng ta, hội viên của chúng ta đó. Nên là chúc mừng và cảm ơn anh bác giáo sư Thắng, và cảm ơn cô giáo Loan, và cảm ơn anh Huy, và cảm ơn tất cả các anh chị em trong nhóm. Thì và cũng có một lời nữa là mọi người dần dần sẽ quen cái giọng nói của Sunny, và sắp tới đây Sunny sẽ có nhiều cái chương trình để có nghĩa là nói tiếng Việt nó sẽ lưu loát hơn ạ. Cảm ơn nhất ạ. Cảm ơn chị Sunny rất là nhiều. Cả nhà thả những trái tim thật là đỏ thắm hoặc là những bông hoa thật là tươi tắm để cảm ơn chị Sunny đi ạ. Rất là biết ơn chị. Trong vòng Zoom có anh chị nào có những câu hỏi gì thì em xin mời các anh chị có thể bật cam bật mic lên ạ, chúng ta hỏi trực tiếp được không ạ? Em mời các anh chị. Để chị Mai hỏi chút coi. Dạ vâng ạ. Chị Mai có người cháu là coi như là bị cái u não đó, hồi nãy họ đó cái u não mà nếu như mà u ác á thì nó thế này thế kia trong nó thì mình dùng thì có thể là thấy ok đấy, nhưng mà cái này u lành nhưng mà nó ở bên trong não nó chèn ép rất là to, nhưng mà bây giờ người ta quyết định mổ, nhưng mà mình thấy dùng cái sản phẩm này có ok không để mình giới thiệu để dùng để đừng có mổ, cho mổ mình thấy rất là nguy hiểm. Vậy đã hết. Thì cái em thì là nhìn thấy rất nhiều bên này cũng nó người ta cũng có cái u mà u mọc ở trên đỉnh não, ở trên đỉnh cái này đầu á, mà nhiều người ở trong lão người ta sử dụng á, người ta cũng đang cũng teo. Và bây giờ hiện tại bây giờ là ở Bắc Giang, đội Bắc Giang em có một chị tên là Hoa, chị đấy cũng đang bị một số u á. Bây giờ chị uống có hơn một tuần, hiện tại chị cũng bữa trước chị cũng chia sẻ với em là cái u bây giờ là đang có hình như là đang bị teo, nó giảm giảm bớt đi rồi đấy.
mà rất rất nhiều những người ta có u á, mà sử dụng một thời gian là cái u nó teo mất chị ạ. Đấy. Nếu mà ví dụ bây giờ hiện tại bây giờ mà họ mà có nghĩa là muốn sử dụng có thể là để cho họ sử dụng tầm một tuần hay là nửa tháng trước đi. Nếu mà có biến chuyển rồi á thì mình không cần phải đi mổ. À, cảm ơn câu trả lời của chị Sunny. Chị Em Mai ơi đang cho chị chạy hỏi cho đâu hỏi chút nữa con. Ừ, ạ? cái này là dùng cái loại sản phẩm nào, hồi nãy là giới thiệu nhiều cái loại sản phẩm nhưng cái loại này dùng sản phẩm nào và giá tiền là bao nhiêu, tại vì cháu này thì cũng nhỏ mới sinh 93 mà ba đứa con gia đình cũng rất là khó khăn á, mà bây giờ đang làm với bệnh viện á thì cũng muốn hỏi vậy để về chia sẻ lại. Vâng ạ. Chị ơi, cái sản phẩm mà chúng ta có thể dùng để trị liệu những cái bệnh ấy, đó là sản phẩm nhân sâm tế bào gốc vạn năng ạ, là cái sản phẩm đầu tiên mà anh Richard Thắng anh chia sẻ đấy ạ. Thì giá của sản phẩm đó là 1 triệu khoảng, tính tiền Việt đấy ạ, tính tiền đô nó là 200 đô sẽ được 3 hộp. Thì tính ra tiền Việt Nam thì nó khoảng là 1 triệu 7 một hộp chị ạ. Thì nếu như mà chúng ta dùng để trị bệnh thì chúng ta sẽ phải dùng cái liều tấn công khoảng 4 đến 6 viên một ngày thì nó sẽ nhìn thấy cái biến chuyển rõ rệt ạ. Thì nếu như mà chị giới thiệu cho khách hàng thì như chị Sunny vừa mới chia sẻ thì chúng ta hãy cho khách hàng thử trải nghiệm nửa tháng đầu tiên ạ. Nhưng trước khi mà sử dụng sản phẩm thì khuyến cáo là khách hàng nên đi khám kiểm tra sức khỏe để sau khi dùng chúng ta lại khám kiểm tra lại sức khỏe để có những cái chỉ số chính xác nhất ạ. Sản phẩm sâm vạn năng nhé chị nhé, sâm vạn năng ạ. Cho mình hỏi một chút được không cả nhà nhỉ? Thế nào Dạ đến vâng, sao cả em cả mời chuyên gia chị. mình không vừa đi có việc nên ra vào muộn và Zoom hơi muộn một chút nên ra là rất là tiếc. Tháng nay em vừa thu ghi lại cái phần Zoom đúng không nhỉ? Vâng ạ, Cho mình em mời hỏi chị về vấn cái Snai và cái chính sách trả thưởng cũng như là cái hoàn thiện của Snai của về sản phẩm cũng như thì bao giờ mình có tháng 10 hay là tháng 9 này có nhỉ? Cái slide về 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 sản phẩm cũng như là về chính sách trả thưởng ấy là tức là đến bây giờ hãy còn mới chưa hoàn thiện đúng không? Bây giờ hiện giờ là trên slide có 4 sản phẩm. Thấy Thắng bảo là hình như là về về Việt Nam hình như 7 hay bao nhiêu sản phẩm đấy nhỉ? Sắp bây giờ hiện tại bây giờ là có 3 sản phẩm chị ạ. Thì sắp tới thì sẽ thêm thêm một số 4 sản phẩm nữa. Thì bây giờ công ty đang làm những cái thủ tục là lấy giấy phép là lưu thông hàng hóa tại Việt Nam. Thì hiện tại bây giờ tập đoàn cũng đã là thành lập công ty tại Việt Nam ở tại văn phòng ở tại Sài Gòn rồi chị ạ. Nhưng mà bây giờ đang làm thủ tục giấy phép để lưu thông hàng hóa. Thì với cả cái thứ hai là cái chính sách á. Chính sách càng hấp dẫn hơn nữa thì là tầm là giữa tháng 9 là nó sẽ xong. Giữa tháng 9 là sẽ xong. Thì hiện tại bây giờ là chúng ta là những người đi trước, là chúng ta là giữ vị trí trước. Thì sắp tới là nó lập tức là có 4 nước ấy, 5 nước chứ, 5 nước cùng nhau là phát triển thị trường. Tất cả những cái nước này nó đều dồn xuống xuống dưới hệ thống của chị em mình hết. Và nó có thêm một cái thành phần có nghĩa thêm một cái chính sách là cho chị em chúng ta là người đầu tiên người tiêu dùng sau này sẽ được tiêu dùng miễn phí ấy, có nghĩa là giống như là Tức là được trả được hoàn hoàn vốn là em, tức là đúng rồi đồng đồng đấy chia hoàn vốn. Ừ, ok. chi chi ân á, có nghĩa là chi ân á đấy. Ok. Vâng, thì cái mục này á là sẽ để dành cho ngày 20 cho ngày cho thứ năm phải không nhỉ Loan nhỉ, thứ năm phải không? Thứ sáu chị ạ. Thứ sáu tối thứ sáu sẽ mời là CEO của Đài Loan tới giao lưu với chúng ta đấy, và có những vấn đề giải thích thắc mắc gì chúng ta sẽ và có những cái thêm cái chiến lược sắp tới của thị trường Việt Nam chúng ta và những có cái chính sách ưu đãi cho những cái leader đầu tiên của thị trường Việt Nam nhá. Anh chị em là nắm bắt là cái ngày thứ thứ sáu tối thứ sáu ạ. Ok, tuyệt Vâng vời ạ, quá. Em cảm ơi cho ơn. chị hỏi về hiện giờ là cái sâm nhân sâm vạn năng và cái nhân sâm tố nữ vạn năng tố nữ nữa không? Và cái Energy Twin có ba cái sản phẩm đấy đúng không? Thế còn cái kem chưa về đúng không? Kem có về rồi chị ạ. Kem á, Là bốn chứ nhỉ? là kem á, là họ chưa cho vào gói, có nghĩa là kem có thể là mình dùng tái tiêu dùng á, mình có thể dùng quay lại quay vòng tái tiêu dùng. Đấy. Và còn về sâm tố nữ thì sâm tố nữ á, là uống cũng rất chi là nhạy cảm, có nghĩa là rất thay đổi rất chi là nhanh chị ạ.
À, chị em phụ Tức nữ là mình một uống chị 100 đô la là ba ba hộp, hộp đúng không? ba Một hộp là hộp 10 10 viên đúng không? vâng Ok. mới tiên. Thì các chị em, các chị em mình bây giờ là đi đầu tiên để mình lấy cái chính sách và lấy những cái cơ hội để chúng ta kinh doanh. Thì sắp tới thì công ty nó sẽ có những cái, có nghĩa là mở xưởng sản xuất tại Việt Nam, giá cả nó sẽ giảm đi rất nhiều chị ạ. À, Mà tuyệt hội vời. viên càng nhiều thì là giá cả nó có nghĩa giá nó càng thấp. Thì Giá thành nó thấp đấy. nguyện vọng của công ty á là họ muốn để cho chúng ta sử dụng cái sản phẩm tế bào gốc nhân sâm giống như uống cái nước lọc á. Cái nước lọc á, như vậy là một chai nó chỉ có vài nghìn thôi, là như vậy. Nhưng mà mình bây giờ là mình đang làm mở thị trường đầu tiên, là mình được những cái chính sách ưu đãi để chúng ta vừa có sản phẩm sử dụng sản phẩm, vừa có cái kinh doanh như vậy, cơ hội kinh doanh. Vâng. Ok, tuyệt vời quá. Còn cái sâm sâm và cái gì vạn cái tế bào gốc thực vật vạn năng tố nữ thì mình uống trong thường thường em có kinh nghiệm Nhá. về bao nhiêu lâu thì có tác dụng, khoảng mấy uống mấy tháng uống 2 3 tháng có tác dụng, hay là uống sau khoảng 1 tuần đã cảm nhận được một cái gì đó, có những cái trải nghiệm gì không? Đa phần là các chị em mà dùng 1 tuần trở đi là đã có cảm nhận rồi về cái sâm sâm vạn năng á. Nếu như mà chị em nào mà vẫn còn kinh nguyệt á thì chúng ta đến ngày uống đến ngày kinh nguyệt thì chúng ta ngừng, khi nào hết kinh nguyệt rồi là chúng ta lại uống tiếp. Còn những chị em nào mà hết kinh nguyệt rồi á là chúng ta ngày chúng ta cứ uống 3 viên vào, ở sáng trưa chiều tối uống 3 viên vào, tăng tốc độ thì nó sẽ đào thải những cái độc tố trong con người cơ thể chúng ta ra, và nhiều chị em lại còn hương phấn, có nghĩa là quay trở về cái tuổi 20 đấy, 80 đấy. Mà nhận là 100 người uống thì có 80 người chị em là có cảm giác là bị tức ngực, nâng nâng cái vòng trên á. Và đa phần chị em là đa phần cái phần cái có nghĩa là cái phần của phụ nữ chị em mình á, có nghĩa là cái gì nhỉ, có nghĩa là nước nôi đầy đủ á. Điện nước đầy đủ, ok. Có nghe Ok. chả thôi cái giờ giới thiệu về cái Ok, này có con trai ở chị đây hiểu bạn. rồi. Thế là tức là nó sẽ tạo cho nội tiết tố nữ Lộ tiết estrogen tố tốt và nó biết cái tăng nào. lên, và các vòng tức là những cái thể tỷ lệ mà thường thường phụ nữ mà tiền mãn kinh hoặc là cái nội tiết tố yếu đi ít đi đi, thường thường nó Vâng. gây ra loãng xương rụng tóc và rất là nhiều những các vòng vòng có chữ cần, cần vòng nào cần to thì nó không to, vòng nào phì là vòng nào bé thì Đúng nó rồi. không bé, Đúng thì rồi. nó Với phì to cái như thứ đi quả hai nữa táo. chị ơi, mà nhất là cái rụng tóc, em là ngày em là rụng tóc kinh khủng luôn, mà sử dụng cái này là tóc nó hết ít rụng này. À, nội tiết tố nữ, ok. Với cái nữa là cái xương xương khớp của mình nó khỏe. Em là bị cái nghĩa là cái được đầu gối của em á nó bị loãng xương á, đau xương em không dám đi guốc cao đâu. Nhưng mà em sử dụng cái sản phẩm này rồi á là có 3 tháng bây giờ xương nó khỏe lên. Nhưng mà cái lúc nó cái phản ứng á chị, nó tức tức cái bắp chân á, nó giống như là hay bị chuột rút á. Thế lúc em hỏi công À, ty nó á có là hiệu công ứng. ty đã bảo là cái này á, nó đang thúc đẩy cái collagen á, nó đang thúc đẩy collagen trong tế bào mình á, nó cảm nhận như vậy. Cái sản Và nhất phẩm thường thường uống cái nội tiết tố nữ đấy thì uống tầm trước bữa ăn, sau bữa ăn, lúc đói lúc no, hay là uống lúc nào, uống với nước 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 kiềm là nước cam ghèn được không, hay là chỉ uống với nước lọc thôi, không, à, nước nếu ấm mà hay nước chị lọc? các chị có nước tốt uống thì càng tốt chứ. Cái này chúng ta uống bụng đói là uống là tốt nhất, bởi vì nó là chất dinh dưỡng mà khi mình bụng đói nó hấp thụ nó nhanh hơn đấy. À, ok. Thế Vâng. thêm thế còn là cái tức là chị còn chị nhưng mà cái mọc tóc ấy, cái cọc tóc mới chống tóc bạc, chị thấy trong một cái video có một ông già tóc bạc ở đầu Thì uống hói. vạn năng ấy, tất cả uống cái sâm chị, các anh chị em phải hiểu rằng cái sâm nhá, bình thường chị em mình đi ra ngoài uống uống thực phẩm chức năng, chị em mình có bệnh gì chị em mình mua cái bệnh đấy uống, ví dụ như là xương khớp mua về mua mua sản phẩm về xương khớp, rồi thì tiểu đường mua sản phẩm tiểu đường phải không? Nhưng mà đây nó là tế bào gốc, nó là sản phẩm tế bào gốc thì là nó hỗ trợ cho uống vào cơ thể người mình á, là cái chỗ nào nó bị bệnh, chỗ nào nó tế bào nó bị hư tổn thì nó đi vào chỗ đấy, nó tu sửa, nó làm lành chỗ chỗ đấy, nên là bệnh nào cũng có thể uống được hết. Nếu mà ví dụ như bệnh nặng á thì chúng ta uống Uống liều uống cao. thêm cái vạn năng, cái tế bào vạn năng À. đấy. Thì còn nếu mà uống ví dụ như là cái mà nước nước năng lượng thải độc á, thì Ừ. trong cái đó nó không chỉ là thải độc, nó là nước uống dinh dưỡng luôn cho chúng ta hàng ngày luôn á. Đó, trong đấy Ok, nó nó vừa dinh có, dưỡng nạp cho năng lượng và nó thải vâng độc. đúng rồi Em ơi, chị. thấy 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 thì Nhật Thắng có quảng cáo là một một cái hộp, một cái gói nhỏ đấy,
tương đương với uống một năm tháng củ, phải đọc nó. nó một cái bịch đấy là trong đấy nó có 5 củ nhân sâm năm mà 50 năm. À ok, thế nó Vâng. thải độc mình, ví dụ mình chị thấy như thế là bao nhiêu tiền một gói nhỉ? Một một hộp nhỉ? Một hộp 30 gói Bây bao nhiêu hiện tiền? tại bây giờ là 200 đô một hộp, trong một hộp đấy nó có 30 viên, 30 bịch, 30 túi. Ồ, à chứ không phải 75 đô la đúng không? Dạ Thế không. cũng hơi mắc nhỉ, hơi mắc thì chị thấy hơi bị mắc. Ừ. Vâng. Bởi vì Ok. là nó chưa có nhà máy sản xuất bên này ấy chị, mà nhưng mà sắp tới nó sẽ gửi nguyên vật liệu về Việt Nam mình nó ấy luôn ở bên này thì nó sẽ giá thành nó giảm đi chị ạ. Ok. Vâng. Nếu mà khoảng là ví dụ là 50 hoặc là 75 Các đô chị nhá, bình thường thải độc á, chị chỉ uống một một bịch như vậy thôi mà đã thải độc cả cả tháng cho mình rồi. Không biết các la thì chị là một gói nhỏ vâng, một cái hả? gói nhỏ, không biết là mọi người chắc chưa nhìn thấy cái video bữa nào mà ra văn phòng Có. á, đông đông người á sẽ làm cái video minh chứng cho mọi người xem cái video như vậy. Ok. Tức Vâng. là cũng một gói nhỏ đã có tác dụng thải độc cho mình, coi như gần trong cơ thể tế bào cũng như lục phủ ngũ tạng của mình khoảng là một tháng đúng không em? Dạ vâng ạ. Ok. Thế thì ví dụ như là ví dụ nó mắc quá, nó Ừ. tới 200 đô la mà người ta không có đủ điều kiện thì một chẳng hạn một Một tuần người tuần ta người ta phải có một thể tuần uống được một một bịch là được rồi chị, là người ta đã có thể lấy rồi. Và với người một nào một mà một muốn tuần chẳng hạn là uống một lần, một tháng bốn bốn lần bốn gói cũng được đúng không? vâng ạ. Đúng rồi. Như thế kể ra ngày nào uống được cũng thì tốt quá, để sau này làm sao uống sản phẩm miễn phí cho người Việt Nam mình ấy, cho người Vâng. cũng như những thành viên đấy. Ok, cảm ơn em rất nhiều nha Bây chị. giờ tập đoàn nó có chính sách là nó hỗ trợ ưu tiên cho những trẻ em trước chị ạ. Ví dụ như trẻ em là bị bệnh á, mà đang gặp khó khăn á, là mình sẽ đi làm từ thiện đấy sắp tới. Vâng. Tốt quá nhỉ. Chẳng Vâng. hạn em có thấy trong trường hợp ung thư máu đã có những cái ca nào ung thư máu cho em? Có ở bên Đài Loan có ung thư máu, có cái mà bị cả ung thư về da nữa, ung thư da, rồi thì Ung thư da hả em? Rồi cả bị giống như HIV á. HIV là tập đoàn đã từ thiện là gần 20 năm nay ở tại các bé châu Phi. Bây giờ các bé châu Phi vẫn khỏe mạnh bình thường ấy. Tức là bệnh nhiễm 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 HIV, nhiễm nhiễm S đấy hả em? Bệnh Vâng, vâng. S. Ok. Thế thì quá tuyệt vời đấy. Tức Em là sẽ nó gửi, các chị có vào cái nhóm ấy, thì em sẽ gửi những cái tài liệu mà mọi người cứ chịu khó xem những cái video á, là họ chia sẻ rất là kỹ kỹ lưỡng. Thì sắp tới đây chúng em sẽ làm những cái bài giới thiệu cho nó gọi như là chi tiết thêm. Đấy, bây giờ là chị em mình là đầu tốt đầu cùng nhau vừa học hỏi vừa ấy. Vâng. nhưng mà cho chị hỏi về thị trường châu Âu, về cái ship hàng sang đây sang Đức thì vẫn phải xách tay à, chưa chưa trực ship trực tiếp từ 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 Đài Loan hoặc là từ Hàn Quốc sang Đức được Chưa chị phải không em? ạ, bây giờ hiện tại bây giờ là đáng nhẽ là tập đoàn nó quy trình của họ là mỗi một sáu nước à mỗi một nước là nó sẽ phát triển 6 tháng. 6 tháng nó có tìm được những cái lãnh đạo nòng cốt ở thị trường thì bắt đầu là họ sẽ mới cho triển khai thêm một nước nữa. Thì tới đây á, là tập đoàn nó là đánh luôn, nó đã kiếm được là 5 nước rồi, lãnh đạo 5 nước rồi. Là đánh luôn 5 nước trước châu Á mình trước. Đấy, thì là nếu mà bên Đức mà các chị mà có thị trường Đức cơ thứ ok rồi thì là chị làm trước tại Việt Nam rồi bắt đầu là Đức sẽ mình sẽ triển khai bên Đức đó đâm Nhưng mà cho ra chị hỏi về cái vấn đề pháp lý, cơ sở pháp lý, ví dụ như là Đức thì là một thị trường, một đất nước rất là khó khó tính, rất là kỹ lưỡng. Thì là cũng đã nhìn thấy những cái bằng sáng chế rồi những cái những thành chị tựu ơi bây giờ được không ạ? công ty này á là nó đã làm về truyền thống cả gần 20 năm nay rồi. Chị thấy những cái tập đoàn mà hiện tại bây giờ đang gia công, công ty đang đang cung ứng nguyên vật liệu cho họ toàn những cái tập đoàn nổi tiếng trên thế giới thôi. Đúng Mà rồi, trong có là cả Đức Colara, đúng rồi. đấy đấy, đâm ra là Ê, họ đã có em kinh nghiệm hết ở các nước rồi chị ạ. Nên là bây ok. giờ là họ chỉ có thêm một cái Ok. mô hình là network này thôi. Cái mô hình Ok, network này tức thôi. là bây giờ nếu chị Hằng chẳng hạn, chị Hằng là một người active, một người năng động, chị Vâng. nếu chị kết nối được thì có thể là mở một thị trường tại Đức, hệ thống theo theo phía Đức đúng không, bằng Vâng kể ra ạ. con nếu mà mở thị trường mình có phải có thêm một ngôn ngữ nữa là ngôn ngữ Đức đúng không phải em? Vâng. Nó sẽ Ok. hiện tại nó sẽ đưa trước là nước tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Indo, tiếng Ok. Thái. Vâng, tiếng Ok. Đức đến mà thì sẽ đề nghị thêm chị nhá. Vâng. Tuyệt vời Đây đâm quá. ra là tuyệt vời quá, chúc mừng đội ngũ nhà mình đã có thị trường Đức. Mọi người cho một con số chúc mừng chị Hằng đã có thị trường Đức đấy, đăng ký trước rồi. Ok, cảm ơn em.
Chị chào chị xí thị trường Đức nha, thị trường Đức mà cũng tám mươi mấy triệu dân ấy, người Đức thì nói chung là họ thì họ dùng rất là nhiều thuốc tây, và cái điều đấy chị trăn trở với chị rất là nhiều, và họ tức là họ đi vào cái đường tức là luẩn quẩn, vòng luẩn quẩn em ạ. Nên nếu mà mình có cái sản phẩm này nó tuyệt vời như vậy thì nói chung là sẽ được, họ hy vọng sẽ được đón nhận rất là nồng nhiệt đấy. Và cái nữa, bây giờ hiện tại bây giờ cái chính sách mà hỗ trợ thị trường Việt Nam mình á, là các lãnh đạo đầu tiên á, là ưu đãi là năm vào mã 500 đô á, thì là được lên 1.000 đô á, thì trong vòng chỉ trong vòng hiện tại trong vòng cuối cuối tháng này là sẽ hết ạ. Sẽ hết. Đâm ra là anh chị em mà có tâm huyết muốn làm thị trường toàn cầu và cùng đồng hành cùng với tập đoàn, thì chúng ta nhanh nhanh chóng để giữ cái vị trí đầu tiên ạ. Vị trí đầu tiên. Đức và Malaysia nữa. Wow, có cả Malaysia, Indo. Thắng. Cảm ơn câu trả lời của chị Sunny ạ. Cảm Trong ơn nội bạn dung rất các nhiều. chị nào có những câu hỏi khác hoặc các chị bật mic lên đi ạ. Em mời các anh chị ạ. Chị Loan, anh có một câu hỏi của chị Hằng Mon là sản phẩm uống lúc nào thì tốt nhất ạ? Vừa ấy trả lời đấy, bà là uống lúc Vừa trả mà lời buổi đấy. sáng. Buổi sáng mà có nghĩa là mình chưa bụng đói ấy, thì mình uống là tốt nhất. Có nghĩa là uống khi khi mình bụng mình chưa ăn gì á. Lúc đói. Dạ. Hiện tại bây giờ tại thị trường Việt Nam thì như chị Trân Lê vừa trả lời đấy ạ, chúng ta có 3 sản phẩm đã lên web của tập đoàn là chúng ta có thể mua ngay lập tức. Thế còn cái sản phẩm mỹ phẩm ấy thì hiện tại bây giờ cũng đã có mặt tại văn phòng VIP Hà Nội. Văn phòng thì thực ra là đây chỉ mới là văn phòng của anh chị em đội nhóm ở Việt Nam. Khi các lãnh đạo Việt Nam nhận thấy rằng là cái cơ hội cho thị trường Việt Nam cũng như là những chiến lược của tập đoàn về thị trường Việt Nam là rất là lớn, thì hiện tại bây giờ là văn phòng VIP Hà Nội là văn phòng của các lãnh đạo Việt Nam tự mở ra để phục vụ cho cộng đồng. Còn sắp tới thì là tập đoàn sẽ đặt một văn phòng đại diện tại thị trường Việt Nam, văn phòng sẽ rất là lớn. Thế thì tất cả các anh chị, nếu như anh chị nào chưa ghé văn phòng VIP Hà Nội thì em trân trọng kính mời các anh chị ghé qua văn phòng VIP Hà Nội tại địa chỉ số 46 ngõ 10 Nguyễn Văn Huyên, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy ạ. Hàng ngày thì em Loan cùng với các lãnh đạo vẫn làm việc thường xuyên 24 trên 7 luôn các anh chị ạ. Rất là mừng khi mà công ty, tập đoàn cũng chưa mở văn phòng nhưng mà cộng đồng và khách hàng của Việt Nam rất là yêu mến và rất là tin tưởng khi mà những khách hàng đầu tiên sử dụng sản phẩm tế bào gốc của tập đoàn đã có những cái phản hồi rất là tích cực về hiệu quả của sản phẩm. Cho nên là em thay mặt lãnh đạo của PIP Việt Nam rất là hân hoan, vui mừng và chào đón tất cả anh chị ghé thăm văn phòng PIP Hà Nội tại số 46 ngõ 10 Nguyễn Văn Huyên ạ. Trong một Zoom các anh chị có câu hỏi nào, các anh chị bật mic giúp em ạ. Cho chị hỏi một câu nữa, thì những cái hộp đấy chắc là nó rất là nhẹ phải không nhỉ? Thấy 1 gram là bao nhiêu củ, chắc là nó rất là nhẹ đúng không? Đây Vâng là chị ạ. hàng chung. Ở bên công ty á thì dùng đóng đóng dưới dạng nước dạng chai thủy tinh, cho nên nó rất là nặng. Thế thì bây giờ công ty như chị Hằng cũng vừa nghe chị Sunny này hay là anh Thắng vừa chia sẻ rồi, là trong vòng những năm qua, hàng 2 thập kỷ qua, là công ty chỉ có làm cái nhiệm vụ đó là nghiên cứu sản xuất và sản xuất gia công những cái thương hiệu riêng cho những tập đoàn lớn trên thế giới. Thì công ty PIP là công ty thứ 27 của tập đoàn, mới được thành lập năm 2020 thôi, là công ty chịu trách nhiệm là marketing và đưa các sản phẩm này, sản phẩm độc quyền của tập đoàn ra toàn cầu. Và với cái sứ mệnh đó là mong cho thế giới không còn bệnh tật, cuộc đời không còn đói nghèo nữa, thì để vận chuyển sản phẩm đi toàn cầu thì tập đoàn đã phải áp dụng một cái công nghệ đó là bio, bio sấy lạnh, và một số sản phẩm thì hiện tại bây giờ là đang ví dụ như là sâm vạn năng tố nữ thì đang được đóng gói dưới dạng là viên nén đông khô chị ạ. Công nghệ nó sẽ phải phức tạp và khó hơn công nghệ nước rất là nhiều để sản phẩm của chúng ta được được bảo toàn chất lượng cũng như là cách vận chuyển nó sẽ an toàn hơn, không bị vỡ đổ dập. Và tại thị trường Việt Nam hiện tại bây giờ có thêm cái sản phẩm là thải độc tố đấy ạ, tăng năng lượng đấy ạ.
thì cũng là dạng dạng bột đông khô, nên là rất là nhẹ chị ạ, rất là Rất nhẹ ạ, nhẹ nhẹ và nó có gọn không em? rất gọn và nhẹ chị ạ. Thế còn Ok, là ví khi dụ nào như rất là là chẳng hạn như là mình mua chẳng hạn năm hai hai liệu trình 6 hộp hộp cái sâm vạn năng ấy thì nó to khoảng là như thế nào? 6 hộp thì nó chỉ khoảng khoảng tối đa là 500 gram thôi chị Nó chỉ ạ. sao là đây 400 ở có gram ba thôi mươi ạ. ngày thôi, nó giống như Thế một ạ. cái bịch giấy này thôi. 400 Wow, gram. À đây 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 chị Hằng ơi, thôi em em cho có chị xem này. cái hộp hộp ở đây thôi. Ừ, em có Ôi luôn, nhỏ lúc quá à, lúc như như em một đây. cái như một cái hộp hút thuốc thuốc lá, thuốc lá. Đúng rồi chị ạ, nó chỉ bằng cái hộp thuốc lá thôi ạ. Nó Trời rất là ơi. nhẹ, gọn và nhẹ luôn ạ. Mỗi À, một hộp như em này nó mà có 1 vỉ, mỗi vỉ nó sẽ có 10 viên. 10 viên thôi ạ. Rất là gọn và nhẹ. Em thì lúc nào em cũng bỏ trong ví luôn. hay quá nhỉ, thế thì tiện tiện lợi quá. Vâng ạ, vâng ạ. Ok, có một Rồi, cái xin chị cảm ơn. một bạn là trước khi hỏi trước khi ngủ Trước có khi được uống ngủ không? được không? Chị Hằng ạ. Vâng ạ, trước khi ngủ nếu như là chúng ta uống vẫn được ạ. Sâm thì nếu như sâm vật lý các chị là nó thường gây mất ngủ đúng không ạ? Nhưng mà các chị lưu ý ạ, sâm của chúng ta là sâm tế bào gốc ạ. Nó là hợp chất hữu dụng chứ không phải là sâm vật lý ạ. Cho nên là chúng ta uống trước khi ngủ cũng không sao ạ, không gây ra mất ngủ đâu các chị ạ. Nếu như sâm thông thường ấy thì có nhiều người còn hợp hay không hợp, lạnh hay là nóng. Nhưng mà riêng tế bào gốc nhân sâm thì các chị uống thật ra là uống thời điểm nào cũng được, nhưng thời điểm tốt nhất ấy là thời điểm lúc buổi sáng và lúc mà trong cơ thể chúng ta đang đói thì tế bào gốc nó sẽ thẩm thấu rất là nhiều, vì công nghệ tế bào thì các chị biết rồi, chúng ta sẽ ngậm cho thẩm thấu từ từ, thì là cái thời điểm tốt nhất là chúng ta uống vào buổi sáng trước trước bữa ăn sáng ạ. Và nhắc nhở mọi người nhé là cái mà uống cái nước năng lượng mà năng lượng thải độc đó là uống vào ban ngày, uống vào buổi sáng á là nó cho chúng ta năng lượng cả ngày, còn nếu mà uống vào buổi tối á thì chỉ khổ cái giường thôi, khổ chồng khổ vợ thôi và khổ cái giường ấy, đâm ra là cảnh giác đừng có uống vào năng lượng, đừng có uống vào buổi tối. Đấy, năng lượng thì uống vào ban ngày nhá. Vâng, cảm ơn ạ. Chờ, các anh chị có còn câu hỏi nào cho ban tổ chức không ạ? Cho mình hỏi thế lịch Zoom bắt đầu từ bây giờ trở đi là một ngày một tuần một hai lần như thế nào, một đến mấy À, hiện lần? tại bây giờ thì lịch Zoom của ban tổ chức sẽ vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần ạ. Và em cũng tiện đây em cũng thông báo luôn ạ. Ngày thứ sáu tuần này thì là tối thứ sáu, cũng vào khung giờ 20, dự kiến là 20 giờ. Ban lãnh đạo của PIP Việt Nam sẽ trân trọng kính mời các CEO của PIP sẽ tham gia với cộng đồng PIP Việt Nam một buổi Zoom ngày thứ sáu. Thứ sáu tuần Sẽ này hả có những em? Thứ sáu tuần này à, hả? vâng chị ạ, có tuần này Ok, ạ, sẽ đúng có 20 những cái giờ thông hả? tin vô cùng hữu ích và vô cùng tuyệt vời từ các CEO trực tiếp từ PIP và tập đoàn sẽ chia sẻ đến cộng đồng Việt Nam những cái thông tin từ từ công ty. Và hôm đó thì cũng rất là mong các anh chị sẽ tham gia đầy đủ để chúng ta được trực tiếp giao lưu với các CEO, được không ạ? Và hôm đó thì Tuyệt vời. sẽ có các minh chứng trực tiếp từ bên Đài Loan, tại vì các chị cũng thấy rồi ạ, tập đoàn của chúng ta là không phải là bây giờ mới mới thành lập đúng không ạ? Có bề dày lịch sử đến 25 năm rồi, và 18 năm qua thì tập đoàn vẫn luôn làm từ thiện cho trẻ em châu Phi được điều trị HIV. Và cái ấn tượng của em với tập đoàn ấy là ở cái vấn đề này đấy ạ. Em thì xuất thân cũng là một giáo viên, em dạy trong lực lượng vũ trang, em công tác ở C59 Bộ Tổng Tham mưu, cơ quan trực thuộc của Bộ Quốc phòng. Nhưng mà vì quá yêu PIP, quá yêu sản phẩm tế bào gốc, và hiện tại bây giờ em dành toàn năng lượng, không phải là 100% mà là 1000% dành cho Wow. PIP và cộng đồng tại Việt Nam. Hiện tại bây giờ là em làm việc 24/7 tại văn phòng PIP Hà Nội. Thì rất là mong sẽ được gặp gỡ tất cả các anh chị đến thăm văn phòng để chúng ta có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn về một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời. Thì thứ sáu này trân trọng mời các anh chị tham gia buổi Zoom trực tiếp với các CEO ạ. Cảm ơn em tên là gì nhỉ chị, vào muộn quá không đâm ra không biết tên À, em. em Loan ạ. À Loan, ok. Cảm ơn Loan rất nhiều. Cảm ơn Tuyến nhỉ? Ok, xong Tuyến. em Em hỏi hỏi xong là còn thông tin các anh chị có chị còn em câu nào hỏi còn không? nào cho các anh chị trong ban tổ chức không ạ? Bây giờ là hơn 22 giờ rồi.
Nếu như mà các anh chị không có câu hỏi gì nữa thì một lần nữa em Loan xin được cảm ơn tất cả các anh chị đã dành thời gian đến đến bây giờ vẫn còn ngồi lại phòng Zoom. Trân trọng cảm ơn chị Sunny, trân trọng cảm ơn anh Rick Chắc Thắng, cảm ơn anh Huy Phạm, những cái lãnh đạo rất là tâm huyết tại thị trường Việt Nam. Rất là mong được sự đồng hành góp sức của tất cả anh chị để mỗi chúng ta là những cánh tay nối dài để lan tỏa những cái giá trị vô cùng tuyệt vời của PIP, của sản phẩm tế bào gốc thực vật nguyên sinh, không chỉ là một sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà là một sản phẩm giúp giải quyết rất nhiều những cái bệnh vô cùng tốt cho khách hàng và những người tiêu dùng, đặc biệt là những cái bệnh hiểm nghèo. Như anh chị biết là Việt Nam của chúng ta rất là nhỏ bé nhưng mà cũng là đất nước đứng thứ hai trên thế giới về các căn bệnh ung thư đúng không ạ? Thì sản phẩm của chúng ta, sản phẩm tế bào gốc nhân sâm là tế bào gốc vạn năng, giúp chúng ta có một cái chìa khóa để tháo gỡ cái nút thắt mà rất là nhiều nhà khoa học đã không làm được và đem đến những cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời và hữu ích cho cộng đồng Việt Nam nói riêng và cộng đồng toàn cầu nói chung. Một lần nữa trân trọng cảm ơn tất cả anh chị.